chương 451, chương 451. Hắn gượng cười hai tiếng, đôi mắt hơi hơi lấp lóe nói. Khục khục. Triệu tông chủ thật sự là quá khiêm nhường. Cái kia. Thần tử lý trường sinh danh hào uy chấn hãng thiên lâu như vậy, chúng ta trường phong đã sớm muốn cùng nó luận bàn một chút, chỉ là không biết sao hắn lúc trước đột nhiên mất tích, liền vạn tông đại hội đều không tham ngộ thêm, đây cũng là trường phong một cái tiếc núi, bất quá hôm nay đến đây, ngược lại là một cái cơ hội tốt, không biết triệu tông chủ ý như thế nào a à? viên nhất định nhìn lấy triệu vô cực chờ đợi lấy đáp lại lý trường sinh lấy thiên nhân tu vi dùng không biết tên thủ đoạn giết khắp thánh cực tông chuẩn đế thượng giới tiên nhân đến gần lại lấy sức một mình cứu vãn đạo thần tông tại thủy hỏa cùng yến nam thiên hai người quét ngang cửu thiên môn mà lại tu đạo bất quá 30 năm liền nhảy lên trở thành kỷ nguyên trên bản danh sách đệ nhất những thứ này thật sự là thật bất khả tư nghị không phải hắn không tin thiên cơ các chân thực độ mà chính là lý trường sinh uy danh thật quá lớn lớn đến hắn đều cảm giác không chân thực. Cho nên trong lòng tự nhiên là hoài nghi. Huống chi hắn vô cùng tin tưởng mình đồ nhi. Lâm Trường Phong ở một bên nghe chính mình sư tôn mà nói, đôi mắt hơi hơi lóe lên. Hắn cũng đối lý trường sinh phi thường tò mò. Thân là hiện nay thời đại đỉnh phong thiên kiêu, hắn tuy nhiên cà lơ phất phơ, nhưng vẫn là có chừng mực, đặc biệt là viên kia lòng tranh cường háo thắng cùng cực kỳ mãnh liệt thắng bại muốn. Vốn là dự định tại năm đó vạn công trên đại hội cùng Lý Trường Sinh đỏ sức một phen, nhưng lại liền mặt đều không có gặp có điều hắn cho rằng, coi như mình đánh không lại cái này Lý Trường Sinh, lại có thể lớn bao nhiêu trên lệch. Hắn có thể so sánh Diệp Hạo mạnh một chút. Rốt cuộc cùng là thời đại đỉnh phong, chắc chắn sẽ không trên lệch quá nhiều đi. Triệu vô cực nhìn lấy viên nhất định, lại nhìn một chút Lâm Trường Phong. Chần chờ nói. Ngươi chắc chắn chứ. Không đợi viên nhất định đáp lời, Lâm Trường Phong liền dẫn đầu ôm quyền nói. Trường Phong cả gan khiêu chiến quý tông thần tử. Triệu vô cực đôi mắt hơi hơi sáng lên nói. Tốt a, à, vậy các ngươi liền theo bản tọa tới đi. Triệu Vô Cực nói đứng dậy liền muốn hướng đi ra ngoài điện. Lâm Triều Dương liền vội mở miệng nói, "Tông chủ, lão tổ có thể nói." "Ai?" Lão tổ nói để cho ta làm việc công không phải sao? Đây cũng là công vụ a. À. Không có mau bệnh. Ngươi không cần nhiều lời, nếu như một hồi có chuyện gì ngươi liền toàn quyền thay ta xử lý đi." Lâm Triều Dương gật đầu bất đắc dĩ. Triệu Vô Cực nhếch nhếch miệng, cười hắc hắc trong khoảng thời gian này có thể nín chết hắn cũng liền lần trước đại điện bị hủy hắn mới thừa cơ hít thở không khí viên nhất định cùng lâm trường phong theo sát ở phía sau hắn thánh tử phong tôn thiên đỉnh núi thánh tử phủ trước cửa lý trường sinh cùng tôn thiên tô khanh ngư cùng tôn bằng trình đang ngồi ở chung quanh bàn chơi lấy mặt trượt. không sai cũng là Mạc chược lý trường sinh đoạn này thời gian nhàm chán tại cùng tôn thiên lúc uống rượu đột nhiên nghĩ đến kiếp trước vật này liền trực tiếp cho tạo đi ra nhưng tất cả mọi người là tu tiên giả, vì phòng ngừa dùng thần niệm nhìn trộm, hắn còn đặc biệt dùng tùy tâm sở dục rèn khí pháp đem mỗi cái mặt trượt đều làm thành linh khí. Trừ phi cưỡng chế đánh vỡ cấm chế phía trên, không phải vậy chỉ có thể dùng mắt thường mới có thể nhìn đến tê dại đem phía trên bài. Đem quy tắc giảng thuật một phen về sau, Tôn Thiên vẫn là hứng thú không lớn, hắn cảm thấy cái này tại sống uổng thời gian, hắn còn dự định tu hành, nhưng là Lý Trường Sinh đã nói những gì khổ nhàn kết hợp mà nói về sau, hắn nghe cũng cảm thấy thật có đạo lý mà Tô Khanh Ngư cùng Tôn Bằng Trình lại cảm thấy rất có ý tứ. Tôn Bằng Trình không có chút nào tu vi, ở tại nơi này thánh tử phong giữa sườn núi, một ngày nhàn rỗi cũng là không có chuyện làm, có thể dùng cái này giết thời gian tất nhiên là cực tốt. Ba người mời, Tôn Thiên tất nhiên là không tiện cự tuyệt. Chơi lên tới về sau, ngoại trừ Tôn Thiên, Tô Khanh Ngư cùng Tôn Bằng Trình đều có chút nghiện. Điểm pháo. Ha ha ha. Bản cô nương lại thắng. Linh Thạch lấy ra Tô Khanh Ngư cười ha ha lấy đối Tôn Thiên Vương Ngọc Thủ, khiêu mi ra hiệu tôn thiên khổ khuôn mặt không thôi theo cái ghế bên cạnh giỏ bên trong lấy ra hai cái thượng phẩm linh thạch nhìn lấy chính mình giỏ bên trong còn sót lại sau cùng một cái thượng phẩm linh thạch tôn thiên đạo đều cả đêm chúng ta nghỉ ngơi một chút đi nghỉ ngơi cái gì ngươi còn là nam nhân a à? lầm bà lầm bầm tiếp tục tô khanh ngư không cho trực tiếp đẩy bài lần nữa mã tôn thiên bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục tự mò ha 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 không có ý tứ tôn huynh để ngươi rơi ngọn nguồn lý trường sinh cười đem bài đẩy ra tô khanh ngư nhìn lấy lý trường sinh bài không cam lòng nói ta lập tức liền lên nghe a à. tôn thiên đem sau cùng một cái thượng phẩm linh thạch đưa cho lý trường sinh về sau nhìn lấy ba người nói muốn không ta trước qua tu hành các ngươi lại tìm một người tôn bằng trình nói thiên nhi lão cha ta thế nhưng là thật vất vả mới có hào hứng đó a à? đúng a à, đúng a à. tôn bá bá thật vất vả vui vẻ như vậy đâu ngươi sao có thể mất hứng mà lại hiện tại đi tìm người đến lãng phí bao nhiêu thời gian a? À? tô khanh ngư cũng là ồn ào kêu lý trường sinh cười hắc hắc. tôn huynh khổ nhàn kết hợp mà chúng ta liền lại chơi một hồi tôn thiên da mặt không ngừng co rút lấy lại chơi một hồi buổi tối hôm qua liền nói như vậy đã cả đêm a à? còn chỉ một mình hắn thua nửa tháng bổng lộc cứ như vậy hết rồi cái này đáng chết mặt trượt vận khí ta thật có kém như vậy a à? nhìn vẻ mặt khó chịu tôn thiên Tô Khanh Ngư vội vàng nói. Tiếp tục tiếp tục. Coi như Tôn Thiên bất đắc dĩ mã lấy bài thời điểm, ba đạo thân ảnh từ đỉnh núi lối vào đi tới. Đều làm gì đâu. Triệu vô cực nhìn lấy Lý Trường Sinh cùng Tôn Thiên bọn họ mở miệng kêu lên. Bốn người nghe vậy, vội vàng từ trên ghế đứng lên, ông quyền bái kiến. Tìm tiểu tử ngươi một vòng, nguyên lai like ở chỗ này. Triệu vô cực đối Lý Trường Sinh gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía trên bàn nguyên một đám giống tiểu thạch khối giống như mặt trượt nghi ngờ nói. Đây là cái gì? còn là linh Ký Lý Trường Sinh cười giải thích nói. Hồi sư bá, cái này gọi mặt trượt, là một loại giải trí hạng mục. Triệu vô cực nghe xong giải trí, đôi mắt nhất thời liền lóe qua một đạo tinh mang. Ra vẻ thâm trầm mở miệng nói. Khụ khụ. Giải trí. Kỹ càng triển khai nói một chút. Sau đó Lý Trường Sinh ngay lập tức đem quy tắc trình bày một lần, triệu vô cực sau khi nghe xong cảm thấy rất hứng thú. Không tệ. Giống như rất thú vị. Hắn lời vừa nói ra, Tôn Thiên trong nháy mắt tựa như gặp được cứu tinh một dạng. Sư bá! Muốn không ngài thay ta chơi đi. Triệu vô cực ném đi qua một cái trẻ nhỏ dễ dậy tán thưởng ánh mắt. Tiểu tử này, trước kia làm sao không có phát hiện hắn như thế sẽ đến sự tình đâu. Chơi ngược lại là không có vấn đề, có thể đúng không? Nhưng mà cái gì? Tôn Thiên lo lắng truy vấn. Triệu vô cực mắt nhìn sau lưng viên nhất định cùng Lâm Trường Phong nói. Còn chưa cùng các ngươi giới thiệu đâu, hai vị này là kiếm thần sơn người, theo thứ tự là viên nhất định trưởng lão, còn có kiếm thần sơn đương đại thần tử lâm trường phong viên nhất định cười nói lão phu gặp qua chư vị lâm trường phong thì là nhìn đến lý trường sinh thứ nhất mắt lúc liền nhìn chằm chằm vào hắn đây chính là lý trường sinh bản thân a xem ra xác thực rất có khí chất không biết thực lực đến tột cùng đạt đến cái gì tầng thứ tại hạ lâm trường phong gặp qua lý thần tử lý trường sinh nhìn lấy lâm trường phong mặc lấy một thân khuếch đại áo bào xám cùng hai cặp giày cỏ tóc tai bù xù bộ dáng hơi hơi kinh ngạc người này làm sao mặc như cái cái ban một dạng. Còn đeo một cái trống không vỏ kiếm. Lý Trường Sinh, gặp qua rừng thần tử. Nhìn lấy tất cả mọi người bắt chuyện qua về sau, triệu vô cực đối Lý Trường Sinh nói. Lần này rừng thần tử đến đây là dự định cùng ngươi so tài. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Tôn Thiên cười nói. Đã các ngươi chơi là bốn người giải trí hạng mục, cái kia ta liền thay thế Trường Sinh vị trí. Không không không. Tôn Thiên khoát tay nói. Sư bá. Loại chuyện này vẫn là để ta tới đi mà lại sư điệt trong khoảng thời gian này cũng ngứa tay vô cùng. Huống hồ Lý huynh thân là thần tử, địa vị hiển hách, làm sao có thể tùy tiện cùng người luận bàn. Đúng không Lý huynh? Tôn Thiên nhìn lấy Lý Trường Sinh, trong mắt lóe lên đáng thương ánh mắt. Lý Trường Sinh buồn cười nhìn lấy Tôn Thiên, chậm rãi gật đầu nói: "Sư bá, cũng không phải là Trường Sinh tự cho mình siêu phàm, mà chính là Tôn huynh nói xác thực có đạo lý không phải sao?" Tôn Thiên trong mắt tràn ngập vẻ cảm động. Quả nhiên vẫn là Lý huynh tốt với ta. Cái này cũng đối hà. Triệu vô cực trầm tư nhẹ gật đầu. Hắn cho rằng Tôn Thiên nói không sai, bọn hắn đạo thần Tông là nhân vật gì? Chính mình Tông môn thần tử sao có thể tùy tiện liền cùng người khác luận bàn đâu? Cao quý bê cách cũng không thể rơi xuống. Vậy được rồi. Trước hết nhường Tôn Thiên thay thế ngươi đi. Tôn Thiên nghe vậy đại hỷ, vội vàng ôm quyền nói. Đa tạ sư bá. Lâm Trường Phong thì là có chút khó chịu, hắn là tới khiêu chiến lý trường sinh, làm sao đổi thành người khác mà lại người khách hàm kim lượng có thế cùng Lý Trường Sinh so sao. Hắn liếc qua đi tới Tôn Thiên, nhìn về phía Lý Trường Sinh nói ra. Chờ ta đánh bại hắn, liền tới khiêu chiến ngươi. PS, hai canh. Chương 452, Trường Phong chiến Tôn Thiên. Lý Trường Sinh nghe được Lâm Trường Phong mà nói, biểu lộ quái dị gật đầu nói. Được. Tiểu tử này cũng quá tự tin chưa? Nếu như là người khác Lý Trường Sinh có thể sẽ có chút không yên lòng, nhưng nếu là Tôn Thiên hy vọng cái này họ lâm tiểu tử chớ bị đánh đến hoài nghi nhân sinh là được. tôn huynh thua một đêm mạt trượt, có thể nín không ít khí đây. tôn thiên không có để ý lâm trường phong cái kia xem thường lời của hắn. cùng tranh cãi, còn không bằng trực tiếp làm cam. trường sinh, người bố trí cái trận pháp để bọn hắn đánh, chúng ta chơi trước đi. triệu vô cực nhìn lấy tôn thiên cùng lâm trường sinh trên thân phun trào khí tức đối lý trường sinh nói. lý trường sinh gật gật đầu, bước chân đối với mặt đất một bước. ông từng đạo từng đạo màu trắng đường vân từ bàn chân bắt đầu trên mặt đất lan tràn mà ra trong nháy mắt liền đem bọn hắn cái này tiểu phương trắc bao trùm linh nguyên trận muốn đến ngăn cản bọn họ dư âm không thành vấn đề lý trường sinh đối triệu vô cực cười nói triệu vô cực hài lòng gật đầu nói không tệ hắn ngồi lên cái ghế nhìn lên trước mặt mặt trượt xoa xoa tay có chút không kịp chờ đợi nói vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi mấy ngày này có thể nín chết ta rồi một binh viên nhất định nhìn lấy lý trường sinh nhất chân ở giữa bày ra trận pháp trong đôi mắt đều là vẻ chấn động cái này sao có thể nhà ai trận pháp là như thế bố trí lâm trường phong nhìn lên trước mặt tôn thiên ngạo nghễ nói dùng toàn lực của ngươi tôn thiên nghe vậy đôi mắt hiếp lại theo trong lỗ tai móc ra một cái tú hoa châm kình thiên cung nhất thời biến lớn bị hắn nắm trong tay chuẩn bị xong lâm trường phong gật gật đầu Sư. sau một khắc tôn thiên trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy vọt đến đỉnh đầu của hắn. Tốc độ quá nhanh, nhường Lâm Trường Phong một trận kinh ngạc. Công Thiên vung động trong tay kình thiên côn, đối với phía dưới Lâm Trường Phong cũng là hung hăng đập tới. Lâm Trường Phong trong lòng rung lên, biết mình xem thường đối phương. Hắn nhất thời hướng về sau nhảy tới. Quanh. Theo một trận bụi mù phiêu tán mà ra. Kình thiên côn đập vào hắn vừa mới đứng yên trên mặt đất. Đại địa đều thẳng tiếp bị đánh ra một cái hố. Nhìn lấy vết nước trải rộng mặt đất, Lâm Trường Phong hiếp con mắt nói, ngược lại là xem thường ngươi. Bạch. Theo quanh người hắn khí tức một trận phun trào, sợi tóc phiêu động thời khắc, tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh có linh lực ngưng tụ mà thành kiếm nhận. Công Thiên khó hiểu nói, ngươi liền dùng cái này. Lâm Trường Phong gật đầu, cũng là bất đắc dĩ nói. Ta không có lựa chọn khác. Công Thiên biểu thị nghe không hiểu, nhưng cũng không có lại truy vấn. Nắm kình thiên côn đùa nghịch một cái côn múa, thể nội khí huyết chi lực nhất thời mãnh liệt nở rộ mà ra. Theo kình thiên côn phía trên chợt hiện ra quang mang từng đạo từng đạo côn ảnh theo tôn thiên vung vẫy hướng về lâm trường phong đánh tới lâm trường phong nghiêm túc lên tay trong linh khí ngưng tụ mà thành trường kiếm nhất thời biến đến càng rộng lớn một cổ mạnh mẽ vô cùng kiếm ý từ quanh người hắn phóng thích ngay sau đó hắn nắm chặt linh lực kiếm nhận đối với tôn thiên phương hướng cũng là một đạo chém ngang tụng một đạo to lớn kiếm khí bắn ra không biết tên kiếm ý bao trùm ở phía trên nhưng kiếm khí chung quanh hư không đều ẩn ẩn chấn động phản phất muốn vỡ nát côn ảnh cùng kiếm khí va nhau hai người đụng nhau chỗ hư không nhịn không được không ngừng run rẩy tôn thiên đôi mắt lóe qua một tia ngoài ý muốn tiểu tử này là cái gì kiếm ý có một cổ bá đạo cùng tựa là hủy diệt cảm giác đặc biệt là cái kia cổ chấn động tôn thiên đem đạo kiếm khí này đánh tan về sau hai chân đối với mặt đất đột nhiên giẫm một cái thân thể trong nháy mắt lăn không mà lên trong tay hắn kình thiên côn dơ cao đỉnh đầu quát nói hám địa động một chút năng lượng màu xanh lục theo bàn tay hắn toát ra bao trùm đến kình thiên côn phía trên Lâm Trường Phong cảm thụ được Tôn Thiên Thân bên trên truyền đến khí tức, nhất thời cảm nhận được một cổ áp lực. Nhìn lấy hóa thành lưu quang nện xuống công kích, Lâm Trường Phong giơ lên trong tay linh lực kiếm nhận, trực chỉ Tôn Thiên. Chảy sát. Chỉ thấy Lâm Trường Phong thân ảnh trên thế mà chậm rãi xếp hiện ra từng đạo từng đạo hư ảnh. Tản ra bạch sắc quang mang, kiếm ý ngút trời. Sư. Sau một khắc, Lâm Trường Phong thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cả người hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, giống như không thể ngăn cản lợi kiếm đồng dạng bắn thẳng đến Tôn Thiên. Phanh. Kình Thiên Côn cùng linh lực kiếm nhận chạm vào nhau. Tôn Thiên nhất thời cảm nhận được cái kia cổ cường đại kiếm ý lần nữa truyền vang mà đến. Bất quá. Cho ta rơi. Tôn Thiên đôi mắt lóe qua tinh quang, nguyên bản rằng co kiếm nhận cùng trường côn nhất thời phá vỡ thăng bằng. Lâm Trường Phong sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Trăng rắc. Trong tay linh lực kiếm nhận theo mũi kiếm bắt đầu nhất thời hóa thành từng đạo từng đạo ánh quang vỡ nát. Ngay sau đó, kình thiên công trực tiếp thuận thế đập vào trên ngực của hắn. Phốt. Lâm Trường Phong thân ảnh lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược hướng mặt đất. Oanh. Tại viên nhất định rung động trong đôi mắt, mặt đất bị nện lên một trận to lớn bụi mù. Cái này. Viên nhất định bờ môi có chút run rẩy. Vừa đối mặt mà thôi. Chính mình đồ như thế mà liền xảy ra hạ phong. Cái này gọi tôn thiên thánh tử cư nhiên như thế cường đại. Vì sao trước đó một mực tên không nổi danh? Sư, trong bụi mù đột nhiên chui ra một đạo thân ảnh màu xám cho. Lâm Trường Phong mặc áo bào xám có chút lộn xộn, hắn đem khóe miệng một tia đỏ bừng lau đi, dẫm lên giày cỏ phù ở giữa không trung chăm chú nhìn cách đó không xa Tôn Thiên. Thật xin lỗi. Nghe Lâm Trường Phong đột nhiên lời nói, Tôn Thiên khẽ giật mình. Ngươi đây là. Trước đó là ta quá mức xem thường ngươi, ta vì ta vừa mới khinh miệt nói xin lỗi. Tiếp đó, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lâm Trường Phong hai con mắt lóe ra tinh quang, trên thân rộng lớn áo bào xám không ngừng cổ động. Công Thiên gật gật đầu. Đem kình thiên côn ngang lập cùng sau thắt lưng. Ông! Linh lực lần nữa ngưng tụ ra một thanh kiếm nhận. Lâm Trường Phong đối với hư không đột nhiên một bước. Đầy trời Sakura. Từng đạo từng đạo hoa anh đào bay xuống dị tượng tại quanh người hắn hiện lên. Tại linh lực trường kiếm phía trên lượng lờ. Mỗi một cánh hoa nhi bên trong đều ẩn chứa nồng đậm kiếm ý. Mà lại tựa như nặng như vạn tấn, phản phất muốn đem hư không đập vụn. Công thiên gặp này một tay nắm côn, thể nội khí huyết chi lực nhất thời trùng thiên nở rộ. Hắn đem thân thể giãn ra mà ra, kình thiên côn bữa nay lúc tách ra từng đạo từng đạo màu đỏ cùng năng lượng màu xanh lục. Chỉ tụ lực chỉ chốc lát. Liền đối với vọt tới vụ cận lâm trường phong hung hăng vung đi. Thiên địa rung. Đồng thời kình thiên côn chung quanh đột nhiên khuếch tán ra một vệt kim quang. Trường kiếm cùng trường côn lần nữa va nhau. Đại lượng lạc anh hướng tôn thiên lướt tới. Bất quá lại bị kình thiên côn tách ra dư uy cho chết ngăn trở thiên địa không ngừng rung động. Không ít đạo thần tông đệ tử đều chú ý tới tình cảnh này. Hoa anh đào. Ta nhớ được sáng nay. Là Lâm Trường Phong. Xem ra hắn đang cùng tôn sư huynh đỏ sức A. Không biết hai người ai sẽ càng hơn một bậc. Lúc trước công sư huynh bỏ qua vạn tông đại hội ngược lại là có chút đáng tiếc, không phải vậy bây giờ khẳng định đã sớm danh truyền hãng thiên. Đi. Bay đi qua nhìn một chút. Lâm Trường Phong nhìn lấy trước người không ngừng phai mờ hoa anh đào, cảm thụ được trước mặt gậy gộc trên lực lượng hắn nhíu mày, bạch, lâm trường phong từ bỏ đấu sức, đồng thời thân hình linh động nhảy lên đến tôn thiên bên cạnh thân, linh lực trường kiếm phun trào lấy cường hãn kiếm ý đối với hắn chém ngang mà đến, tôn thiên thân eo uốn éo, kình thiên côn theo sát mà lên, ầm, ừ. phanh phanh phanh, theo chiến đấu tiếp tục, lâm trường phong càng ngày càng ngưng trọng, kinh tháng tôn thiên lực lượng cùng phản ứng, cứ như vậy một lát sau, hắn liền chịu tam bổng, áo bào xanh hạ da thịt đã xanh dương sưng phồng lên huống hồ trường kiếm trong tay của hắn là dùng linh lực ngưng tụ mà thành, cao cường như vậy độ va chạm, mỗi một lần đều đang tiêu hao lấy trong cơ thể mình linh lực. Như cứ thế mãi, hắn tất nhiên là gánh không được. Không hổ là đạo thần tông. Lâm Trường Phong nỉ non một câu, hai con mắt lập tức động lại. Cả người trong nháy mắt nhảy lùi lại, kéo ra cùng Tôn Thiên khoảng cách. Chương 453, chương 453. Tôn Thiên khuôn mặt bình thản nhìn lấy Lâm Trường Phong, trong lòng không có không gợn sóng. Thậm chí, có chút nhàm chán hắn xem chừng lâm trường phong thực lực đại khái là so dung hạo mạnh rất nhiều so lạc thanh giao yếu một ít mà kiếm ý của đối phương cũng xác thực rất cường đại nhưng này cường đại không phải kia cường đại chỉ có thể nói nó có rất cường hãn tiềm lực đi ẩn chứa mạnh mẽ chấn động cùng tựa là hủy diệt lực lượng bất quá thăm dò cái kia của kiếm ý về sau tôn thiên ứng phó liền càng thêm thành thạo lâm trường phong đứng tại cách đó không xa chậm rãi đem sau lưng một mực cổng võ kiếm lấy xuống tại tôn thiên trong mắt hắn đem linh lực trường kiếm đâm vào trong vỏ kiếm quanh thân nồng hậu dày đặc kiếm ý trong nháy mắt tạo thành một cơn bão táp hướng bốn phía ngang cuốn lúc này cách đó không xa chân trời đã tụ tuôn đi qua không ít người tôn giả thánh nhân cùng đại thánh các loại khác biệt tu vi đạo thần tông đệ tử đều tới xem chiến đấu viên nhất định nhìn lấy chính mình đệ tử động tác cũng là nỉ non nói một chiêu kia a xem ra trường phong là muốn một kích phân thắng thua lâm trường phong nhìn lấy tôn thiên chân thành nói một kích này đem ngưng tụ ta toàn bộ, ngươi tốt nhất đừng chủ quan. Phóng ngựa tới là được. Tôn Thiên đùa nghịch cái côn múa, đem trường côn để ngang sau thắt lưng, tự tin nói. Lâm Trường Phong gặp này, đôi mắt nheo lại. Toàn thân linh lực cùng kiếm ý đều điên cùng chấn động lên. Đại khái hai cái thời gian hô hấp. Lâm Trường Phong đem bên hông linh lực trường kiếm theo trong vỏ kiếm rút ra một đoạn nhỏ. Trung quanh nguyên bản áp suất kiếm ý cùng linh lực đột nhiên bên ngoài phóng ra. mãnh liệt kình phong đem thiên khung đám mây toàn bộ thổi tan cả người giống như tức đem ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi nhận. Linh lực trường kiếm nhất thời lần nữa bị hắn theo trong vỏ kiếm rút động. Lần này là một mảng lớn. Bốn phía mãnh liệt kiếm ý cùng linh lực trong nháy mắt trì trệ. Ở trong thiên địa ngưng tụ thành một đạo to lớn vô cùng kiếm khí. Kiếm khí chung quanh hư không đều ẩn ẩn nhảy ra khe hở. Tôn Thiên lúc này mái tóc màu đỏ cũng là bay lên mà lên. Thể nội mênh mông khí huyết chi lực giống như đại gian giống như mãnh liệt mà ra. Tựa như tạo thành ngập trời sóng lớn, ở trong thiên địa chợt hiện ra, ngay sau đó, phía sau hắn bầu trời đột nhiên trở tối. Từng viên chói mắt to lớn ngôi sao tại hắn dị tượng bên trong không ngừng lấp lóe. Lúc này, một đạo kim giáp hư ảnh lặng yên hiện lên. Rút. Kiếm. Thức. Lâm Trường Phong thanh âm lớn uống mà ra. Trong chớp nhoáng này, hắn đem linh lực trường kiếm hoàn toàn theo trong vỏ kiếm rút ra. Trùng thiên linh lực cùng kiếm ý trong nháy mắt tuôn trào ra. Đồng thời ngưng tụ trong hư không to lớn kiếm khí cũng đột nhiên hướng tôn thiên chém tới. Tôn Thiên vung động trong tay kình thiên côn, đồng thời sau lưng kim giác hư ảnh cũng khu tay to lớn màu vàng gậy gộc. Trực tiếp đem phía sau hắn dị tượng bên trong một khỏa ngôi sao nện xuống. Nên hướng lâm trường phong kiếm khí khổng lồ. ầm ầm, Sắc bén kiếm khí tại tiếp xúc đến tinh thần lúc, dằn co một lát. Liền trực tiếp đem cái kia tinh thần cho chém ra. Nên hướng màu vàng to lớn gậy gộc hư ảnh. Lúc này thời điểm, công thiên giơ kình thiên côn cũng vọt tới lâm trường phong trước mặt. Trường côn như vạn quân chi thế, không thể ngăn cản đồng dạng đối với hắn nện xuống. Lâm Trường Phong nhất thời hoảng sợ. Ngoạ tàu. Này làm sao còn song trọng công kích. Vội vàng ở giữa, hắn lập tức ngưng tụ ra linh lực trường kiếm, nhưng vô dụng, hắn trực tiếp bị tôn thiên cho gõ bay. Ngẫn lên cái cầm, ở trên vòng trời vẫy ra một đạo đỏ bừng. Lúc này thời điểm, trên bầu trời kiếm khí khổng lồ, cũng bắt đầu sụp đổ. Tại màu vàng to lớn gậy gộc trước mặt, giống như châu chấu đá xe, vỡ vụn thành từng mảnh. Công Thiên nhìn lấy Lâm Trường Phong bất lực rơi xuống thân ảnh, cũng không có ở tiến công, mà chính là đem khí thế đều thu hồi thể nội, chậm rãi rơi xuống đất. Viên Nhất Định lập tức bay người lên trước, đem Lâm Trường Phong vững vàng tiếp được, mang theo hắn rơi xuống đất. Lâm Trường Phong hư nhược đứng tại trên mặt đất, nhìn lên trước mặt ngạo nghễ đứng thẳng Tôn Thiên, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Ngươi tên là gì? Tôn Thiên một bên đem Kình Thiên Côn thu nhỏ, thu vào trong lỗ tai, một bên nhìn lấy Lâm Trường Phong đáp lại nói: Tôn Thiên. Tôn Thiên A, à, ta nhớ kỹ ngươi. Tôn Thiên không tiếp tục để ý hắn, mà chính là quay người hướng về Lý Trường Sinh bốn người bọn họ bàn đá chỗ đi đến. Chờ một chút. Lâm Trường Phong đột nhiên gọi lại Tôn Thiên. Tôn Thiên bước chân dừng lại, hơi hơi nghi người nhìn về phía hắn. Lý Trường Sinh. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Trường Phong nhìn lấy trong trận pháp, đang cười chơi mặt trượt Lý Trường Sinh, chung quy là nhịn không được hỏi lên. Tôn Thiên hơi trầm tư chốc lát nói. So với ta mạnh hơn quá nhiều, nói như vậy. Lý Huynh bây giờ là thánh nhân sơ kỳ tu vi, lại có thể một kiếm chém giết nửa bước đại thánh. Dứt lời, Tôn Thiên tiếp tục chuyển động bước chân hướng phía trước đi đến. Lâm Trường Phong há to mồm nhìn lấy Tôn Thiên bóng lưng, lại nhìn một chút linh nguyên trong trận Lý Trường Sinh, thật không thể tin đối với viên nhất định nói. Sư Tôn. Hắn không có nói đùa chớ. Viên nhất định trong đôi mắt cũng là cực kỳ chấn động, chậm rãi nói ra. Người này vì thần Tông Thánh Tử, muốn đến là sẽ không lừa gạt chúng ta. Cái này Lý Trường Sinh viên nhất định lắc đầu không phục không được a à. hắn cảm thán nói chỉ thánh tử liền cường đại như vậy hơn nữa còn có mặt khác ba vị coi như không có người này mạnh chắc hẳn cũng không kém nhiều lắm huống chi mặt trên còn có một cái thần nữ cái này đạo thần tông không hổ là thiên hạ đệ nhất trên thân kiếm cùng muốn so còn kém xa lắm đây nghe viên nhất định mà nói lâm trường phong đôi mắt lấp lóe chân thành nói là ta lâm trường phong quá mức tự phụ sư tôn lần này sau khi trở về ta liền đem mỗi tuần hai ngày ngày nghỉ đều từ bỏ. Đệ tử muốn bắt đầu nỗ lực tu hành. Viên nhất định nghe vậy ngoài ý muốn nhìn lấy hắn gật đầu cười, ngươi phải sớm có cái này giác ngộ tốt biết bao nhiêu. Linh Nguyên trong trận, Lý Trường Sinh chú ý tới trận pháp bị người đụng vào. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện Tôn Thiên đang đứng tại trận pháp bên ngoài nhìn lấy bọn hắn. Ba. Hắn tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, Linh Nguyên trận nhất thời tiêu tán. Đánh xong. Tôn Thiên cười gật đầu nói, đánh xong tiểu tử ngươi vẫn rất nhanh a à. tới 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 ngồi bên cạnh nhìn xem ngươi sư bá ta cái này bài triệu vô cực vội vàng hướng lấy tôn thiên ngoắc nói tôn thiên nghe vậy đi tới tại bên cạnh hắn ngồi xuống thấy rõ triệu vô cực bài về sau con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào trên bàn tô khanh ngư lý trường sinh cùng tôn bằng trình chú ý tới tôn thiên thần sắc về sau cũng hơi khiêu mi bài gì đến mức như thế rung động tô khanh ngư không tin tà đánh ra một chương bài đầu. Tôn Thiên nhìn lấy Tô Khanh Ngư, lắc đầu. Ha 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 ha. Bốn nhà bế, nhà cái điểm pháo kẹp nói bừa. Không giới hạn 20 viên thượng phẩm linh thạch. Triệu Vô Cực lập tức đem bài một đám, ha ha cười nói. Tô Khanh Ngư sắc mặt nhất thời cứng ngắc ngay tại chỗ. Nàng là trang, vừa mới đánh tấm thứ nhất bài mà thôi. Lý Trường Sinh cũng rất là khiếp sợ nhìn lấy Triệu Vô Cực, lão tiểu tử này. Ý tưởng còn thật không phải bình thường xông lên a. Lâm Trường Phong nhìn lấy trầm mê tại mặt trượt bên trong mấy người, cũng là cùng viên nhất định hiếu kỳ đi tới vây xem. Nguyên bản trước đó đến xem hắn cùng tôn thiên náo nhiệt đạo thần tông trưởng lão cùng các đệ tử cũng đều hiếu kỳ bay đến chỗ gần nhìn. Theo thời gian trôi qua, mọi người vây xem chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng tụ càng nhiều. Ngoạ tào. Lâm Trường Phong nhìn lấy Lý Trường Sinh bài về sau, đột nhiên nhịn không được rung động kêu một tiếng. Nguyên bản nhìn lấy người khác bài mọi người gặp này đều qua đây xem lấy Lý Trường Sinh bài. Ta đi, cái này con mẹ nó nghe mọi người nhỏ giọng kinh hô triệu vô cực hé mắt nhìn lấy giống như cười mà không phải cười lý trường sinh ngươi nói bừa cái gì lý trường sinh nghe vậy khóe miệng nhất thời co lại nói sư bá cái này không thể được hỏi a à. tô khanh ngư thì là hướng về phía tôn thiên nháy nháy mắt còn chưa chờ tôn thiên có chỗ đáp lại lý trường sinh liền ho khang nói khục khục Giang lận phạt mười ừ ngay tại ba người suy nghĩ không dám loạn ra bài thời điểm chân đang đột nhiên chạy tới hắn đối với triệu vô cực nói khởi bẩm tông chủ lạc thiên hoa mang theo lạc trần đến rồi triệu vô cực nghe vậy đôi mắt sáng lên trực tiếp từ trên ghế đứng lên cười nói cái kia bản tọa có công vụ tại thân liền không nhiều phụng bồi a à, các ngươi ai muốn chơi liền thay vị trí của ta nói xong triệu vô cực còn cố ý đi qua liếc mắt nhìn lý trường sinh bài thần sắc cũng là rung động nói mười ba yêu hơn nữa còn là lên tay nghe tiểu tử ngươi cái gì vận khí lý trường sinh cho nên cái này khiến liền thất bại thôi triệu vô cực cười ha hả vỗ vỗ lý trường sinh bả vai về sau liền đứng dậy hướng nghị sự đại điện bay đi bây giờ triệu vô cực vừa đi liền lại ba thiếu một lý trường sinh nhìn về phía tôn thiên tôn thiên liền vội vàng lắc đầu để cho ta tới đi lúc này lâm trường phong đột nhiên hai con mắt sáng lên kêu lên hắn ở một bên đã sớm nhìn ngứa tay coi như lý trường sinh muốn thời điểm gật đầu viên nhất định đột nhiên ngăn lại hắn trịnh trọng ho khan hai tiếng nói khục khục. Mặt trượt loại vật này giữ kín như bưng, khó có thể nắm lấy, đừng tưởng rằng ngươi nhìn trong chốc lát liền biết. Lâm Trường Phong lông mày nhíu lại nói. Cho nên sư tôn có ý tứ là. Viên nhất định trực tiếp ngồi xuống trên ghế cười nói. Cho nên ngươi vẫn là về sau thoáng. Nhường vi sư đến. Lâm Trường Phong. PS, hai canh. Hôm nay đại ngỗng thân thể có chút khó chịu, đại gia đi ra ngoài phải nhớ được làm tốt phòng ngự. Chương 454, Thánh Cảnh Hậu Kỳ, Lạc Trần nghị sự đại điện triệu vô cực lúc này mới khoan thai chạy đến mới vừa vào cửa nhìn thấy lạc thiên hoa đã ngồi xuống chính cùng lấy lâm triều dương đàm tiếu mà lạc trần thì mặc lấy toàn thân áo trắng quy củ đứng tại lạc thiên hoa bên cạnh thân ha 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 trời hoa tiền bối đích thân tới thần tông hoa ngên đã đến lạc thiên hoa nhìn đến triệu vô cực sau cũng là cười nói không sao bản tọa cũng mới vừa tới ngược lại là triệu tông chủ xem ra thật sự là tinh thần phấn chấn a ai cái này cũng chỉ mới vừa dễ chịu trong chốc lát, ngươi là không nhìn thấy trước đó, cả ngày xử lý tông môn sự vụ lớn nhỏ, có thể cho ta cái này lão cốt đầu mệt chết đi. Hai người hàng huyên một chút về sau, Lạc Trần đối triệu vô cực cung kính ôm quyền nói. Tại hạ Lạc Trần, gặp qua triệu tông chủ. Triệu vô cực nhìn về phía Lạc Trần, quan sát một chút về sau, đôi mắt lóe qua vẻ kinh ngạc nói. Thánh nhân hậu kỳ. Cái này. Ha ha, triệu tông chủ không cần kinh ngạc, khuyển tử cũng chính là tu vi hơi cao một chút, chỉ thế thôi triệu vô cực tắt lưỡi hơi cao một chút phải biết thánh nhân về sau hoàn toàn cũng là hai cấp độ sinh mệnh a làm nay thế hệ trẻ tuổi lớn nhất thiên tài đứng đầu tu vi cũng liền thánh nhân sơ kỳ cùng trung kỳ cái này lạc trần thế mà bất tri bất giác đã đột phá đến hậu kỳ thân là lạc gia đại công tử lạc thiên hoa tuyệt sẽ không cho phép hắn căng cơ bất ổn nói cách khác đây là thực sự thánh nhân hậu kỳ thực sự là không tầm thường thời đại triệu vô cực chỉ có thể cảm khái như thế nói Lạc Thiên Hoa nhìn lấy Triệu Vô Cực bộ dáng khiếp sợ, trong lòng phi thường hài lòng. Sau đó trong mắt liền lóe ra tưởng niệm chi sắc hỏi. Rất lâu không thấy nhà ta giao nhi, bản tọa rất là tưởng niệm, không biết Triệu Tông Chủ. Hắn cái này khuê nữ đã hơn 30 năm chưa từng gặp mặt, tại Lạc Gia thời điểm liền mỗi ngày nhớ nhung, bây giờ thật vất vả có cơ hội đến đạo thần Tông làm sao có thể không cố gắng nhìn trúng nhìn một cái. Tạm thời chỉ sợ không được. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Lạc Thiên Hoa nhướng mày còn chưa chờ hỏi vì sao lúc Triệu Vô Cực tiếp tục nói: "Chính thiên chi hành tại gấp, thanh giao ngay tại thần nữ phong bế quan đây." "Bế quan a." Lạc Thiên Hoa mở giảng ra mi đầu, cũng là bất đắc dĩ thở dài. "Thôi, vậy liền cứ chờ một chút đi." Bất quá Lạc Tiền bối yên tâm, cửu thiên tới gần, muốn đến nàng cũng nhanh xuất quan, đến lúc đó Vô Cực cái thứ nhất thông báo ngài. Lạc Thiên Hoa gật gật đầu sau cười hỏi: "Đúng rồi, trước đó ta xem phía đông giống như có chiến đấu tiếng vang, không biết là." "Ngươi nói cái kia a?" À là chúng ta tông môn Thánh Tử Tôn Thiên đang cùng kiếm thần sơn thần tử luận bàn mà thôi. Ồ. Kiếm thần sơn Lâm Trường Phong a, không phải bản tọa nói, lúc trước vạn tông đại hội ngươi cũng nhìn được, Lâm Trường Phong tiểu tử kia thật không đơn giản a, chỉ là thánh tử ra tay có thế áp chế ở hắn a. Lạc Thiên Hoa nhíu lông mày hỏi. Lâm Trường Phong nhưng là đương kim thời đại đứng đầu nhất thiên kiêu một trong, từ quá khứ đến bây giờ, thần tông thánh tử thân phận cùng tối cao cấp hàng ngũ so sánh chung quy tới nói vẫn là kém một chút ý tứ. Ha 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 cái này lạc gia chủ cứ yên tâm đi. Vốn là Lâm Trường Phong là muốn khiêu chiến trường sinh, bất quá chúng ta thần tông thần tử cũng không phải cái gì người đều có thể khiêu chiến. Không phải sao, Tôn Thiên trực tiếp liền đem hắn bắt lại. Triệu vô cực ha ha cười nói. Ai nói thần tông thánh tử liền không thể là đỉnh phong. Tôn Thiên tiểu tử kia thế nhưng là toàn bộ thần tông gần với lý trường sinh phía dưới mạnh nhất thiên kiêu. Ừm. Các ngươi tông môn có bốn cái thánh tử đi, mỗi một cái đều mạnh như vậy a à. Lạc Thiên Hoa Kinh Nghi nói triệu vô cực lắc đầu cũng không thừa nước đục thả câu cười giải thích nói kỳ thật lâm trường phong thua không oan tôn thiên tiểu tử này so sánh đặc thù hắn mặc dù là thánh tử thân phận nhưng tuyệt đối dựng ở thời đại đỉnh phong hàng ngũ giao nhi lúc trước đều thua cho hắn a à. lạc thiên hoa nghe vậy trong đôi mắt tràn ngập kinh tháng chi sắc hắn biết mình nữ nhi từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo mà lại thiên tư cao minh có thể trở thành thần tông thần nữ cũng là tốt nhất thể hiện nhưng ngay lúc đó ánh mắt của hắn liền biến đến khó chịu lên hắn nghĩ tới đoạn thời gian trước, tại thiên hạ truyền khắp tin tức. Lý Trường Sinh có đạo lữ. Mà người này, chính là nữ nhi bảo bối của hắn. Đúng rồi, Lý Trường Sinh tiểu tử kia hiện tại vẫn là thánh nhân sơ kỳ A. Lạc Thiên Hoa hiếp hiếp mắt mắt hỏi. Triệu vô cực nhẹ gật đầu. Không tệ, Trường Sinh sau khi trở về cũng là thánh nhân sơ kỳ, trong khoảng thời gian này cũng không có lại có đột phá. Lạc Thiên Hoa nghe vậy, trong mắt u quan không ngừng lấp lóe. Hừ. Nắm lấy đường đường thiên hạ đệ nhất thiên kiêu danh hào, làm sao mới chỉ là sơ kỳ thánh nhân. Muốn bản tọa nhìn. Tiểu tử kia khẳng định là trầm mê tình yêu vô ý tu hành. Nói không chừng còn phải liên lụy nhà ta giao nhi. Nghe lạc thiên hoa cái kia tràn đầy giấm ý ngữ, triệu vô cực khóe miệng co giật. Cũng không thế nói như vậy đi. Hắn lập tức vì chính mình thần tử giải thích. Lạc tiền bối, trường sinh mặc dù là lười một chút, nhưng hắn mất tích những năm này, nhưng thật ra là lâm vào một loại đặc thù thời không bên trong, với hắn mà nói chỉ là qua 9 năm mà thôi. Đặc thù thời không? Thì ra là thế. Lạc Thiên Hoa trà sát cái trầm suy tư. Theo đạo thần tông truyền ra tin tức, Lý Trường Sinh biến mất trong khoảng thời gian này là bị Cửu Thiên Môn đưa vào mãn hoang chi địa chỗ sâu. Mà mãn hoang chỗ sâu cực kỳ thần bí cùng quỷ dị, có cái gì đều chẳng có gì lạ. Ngay sau đó Lạc Thiên Hoa trong mắt liền lóe qua kinh tháng chi sắc. Nói như vậy, cái kia Lý Trường Sinh mất tích những năm này đối người khác mà nói là 34 năm, có thể với hắn mà nói lại vẻn vẹn chỉ qua 9 năm mà thôi. Nếu đem thời gian hướng phía trước chuyển dời 25 năm, vậy bây giờ thế hệ tuổi trẻ có thể đột phá thánh nhân cũng không biết còn có hay không đâu. Liền xem như Trần Nhi trận kia đoán chừng cũng mới tôn giả đỉnh phong đi. Nếu nói như vậy, cái kia không biết có thể để cho ta nhà Trần Nhi cùng hắn đỏ sức một phen. Một bên lạc Trần nghe vậy, có chút bất đắc dĩ cười cười. Xem ra lão cha trong lòng vẫn là khó chịu a. À. Bất quá cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là chính mình một mực bảo bối khuê nữ, đột nhiên bị tuyên bố trở thành đạo lữ của người khác, cái này đổi lại bất kỳ một cái nào làm phụ thân trong lúc nhất thời đều là khó có thể tiếp nhận. Vô luận người này lại ưu tú, đều cần thời gian nhất định đến giảm sóc, thích ứng. Triệu vô cực có chút chần chờ gật đầu nói, lạc tiền bối đã lên tiếng, cái kia vô cực tất nhiên là đồng ý, bất quá cái này tu vi. Này làm sao nguyên một đám đều muốn tới khiêu chiến bọn họ thần tử. Bất quá lạc trần cùng lâm trường phong khác biệt, lạc gia đời đời cùng đạo thần tông giao hảo, bây giờ lạc thiên hoa nữ nhi vẫn là bọn hắn tông môn đương đại thần nữ, càng là đương đại thần tử đạo lữ, nói một cách khác hắn là lý trường sinh nhạc phụ cho nên đối với lạc thiên hoa yêu cầu này triệu vô cực tự nhiên là sẽ không lại bày chính mình thần tử cao quý bộ kia giá tử tu vi bọn họ đều là xử nữ tại cùng một thời đại tuổi trẻ kiêu tử tự nhiên không tồn tại lấy lớn hiếp nhỏ nói chuyện coi như tu vi có một chút khác biệt đó cũng là mỗi người cơ duyên khác biệt tính là thực lực một bộ phận không phải sao lạc thiên hoa cười nói hắn biết được lý trường sinh biến thái liền xem như trần nhi nếu như ở vào giống nhau tu vi lạc thiên hoa trong lòng cũng là không chắc chắn, bất quá hai cái thánh cảnh giai đoạn trên lệch nhường hắn tràn đầy lòng tin. Triệu vô cực bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Một chút khác biệt. Một cái thánh nhân hậu kỳ, một cái thánh nhân sơ kỳ. Ngài cái này rõ ràng chính là muốn khi dễ trường sinh A. À. Hắn xem như thấy rõ, lạc thiên hoa liền là đối với lạc thanh giao bị lý trường sinh rẽ chạy sự tình canh cánh trong lòng. Bất quá. Triệu vô cực đôi mắt đi lòng vòng, đối với lý trường sinh thực lực hắn nhưng là rất rõ ràng. Cụ thể A, liền tham chiếu hiển võ kỹ thời kỳ tiên ma đại chiến. Thần hư thánh tử, Lý Tùy Phong. Chỉ một người một kiếm, liền tận diệt ma thánh. Hơn nữa còn là một chiêu. Thử hỏi thiên hạ, người nào có thể so sánh? Lý Trường Sinh vì kỷ nguyên đệ nhất thiên kiêu tuyệt đối danh phó kỳ thực. Coi như hắn lạc trần là nửa bước đại thánh, triệu vô cực một dạng có lòng tin. Chương 455, chương 455. Đã lạc tiền bối đều nói như vậy, cái kia vô cực đương nhiên sẽ không nhiều lời triệu vô cực cũng là cười gật đầu một cái nói. Lạc thiên hoa nhếch miệng lên một vệt đường cong, nhìn về phía lạc trần cười nói. Thế nào trần nhi? Có lòng tin hay không? Lạc trần hồi tưởng lại lý trường sinh bộ dáng, trong mắt lóe lên một vệt dị dạng. Không biết vì cái gì, hắn đối với lý trường sinh có trời sinh thân cận cảm giác, hơn nữa còn ẩn ẩn có một loại. Đối phương vốn là cái kia mạnh hơn hắn cảm giác. Rất kỳ quái, nhưng lại rất chân thực. Sau đó hắn lại nghĩ tới hơn 30 năm trước, Lý Trường Sinh vừa mới ra mắt thời điểm. Nghe đồng hắn là thiên đạo chi tử chuyện này. Chẳng lẽ? Đây là thực sự. Nhưng cái này sao có thể? Lạc Trần suy tư một lát, lắc đầu nói. Hài Nhi cũng không biết. Lạc Thiên Hoa gặp này có chút bất mãn nói. Lời gì? Không được cũng phải đi. Ngươi nhất định phải cho mình lão lạc nhà tranh giành khẩu khí. Không phải vậy chờ sau này các ngươi đều trưởng thành, ta đánh không lại tiểu tử kia, ngươi muội muội như bị ủy khuất làm sao bây giờ? ngươi cái này làm ca ca đều không được còn có ai có thể cho nàng chỗ dựa đã hiểu a à? lạc trần gật đầu bất đắc dĩ nói hài nhi biết cái này còn tạm được đi chúng ta hiện tại tìm tiểu tử kia đi lạc thiên hoa nhìn về phía triệu vô cực nói còn mời triệu tông chủ dẫn đường triệu vô cực gật đầu cười nói mời lạc tiền bối cùng lạc công tử theo vô cực tới vừa dứt lời chân đang liền vào đến rồi khởi bẩm tông chủ dịp gia người tới lúc này chính ở ngoài điện lặng chờ. Triệu vô cực bước chân dừng lại, lông mày nhíu lại thầm nói. Tới vẫn rất chặt chẽ. Hắn vừa nhìn về phía Lạc Thiên Hoa nói, tiền bối ngài nhìn. Lạc Thiên Hoa gặp đạo này. Không sao, dù sao cũng không nóng nảy, ngươi trước xử lý chuyện trước mắt đi. Tốt. Vậy thì mời tiền bối ở đây chờ một chốc lát, chân đang, để bọn hắn vào đi. Vâng. Chờ một chút. Nếu là lại có người đến lời nói trực tiếp mang vào chính là, không cần luôn luôn thông báo, phiền phức vâng chân đang ôm quyền cúi đầu sau liền xoay người đi ra lạc thiên hoa cùng lạc trần cũng thừa dịp công phu này ở một bên ngồi xuống rất nhanh chân đang liền dẫn một già một trẻ đi đến lão giả tiên phong đạo cốt mặc lấy màu trắng áo vải màu trắng chồng râu rủ xuống tới ở ngực mà bên cạnh theo một vị tuổi trẻ tuổi trẻ màu tím bó sát người bào giữ lấy một cái cao ban đơn đuôi ngựa thân hình xem ra rất cao lớn trên trán tràn ngập cao ngạo cùng khinh thường xem xét cũng là cực độ tự tin thậm chí tự phụ người lão phu diệp hàng thành gặp qua triệu tông chủ tiểu tử lá tiên gặp qua triệu tông chủ a à. lạc gia chủ cũng tại a à, diệp hàng thành trước là hướng về phía triệu vô cực chào hỏi sau đó nhìn muốn lạc thiên hoa cười nói lạc thiên hoa chỉ là khuôn mặt bình thản khẽ gật đầu trung vực lá lạc hai đại đỉnh tiên gia tộc từ trước đến nay không hợp hắn vốn cũng không ưa thích xã giao vui vẻ tất nhiên là không muốn nhiều lời diệp gia chủ xem ra thật đúng là càng già càng dẻo dai a à, triệu vô cực cũng là minh bạch liền vội vàng cười gật đầu nói sau đó hắn nhìn lấy lá tiên nghi ngờ nói: Bất quá ngươi mang tới thế mà không phải dịp tầm, Triệu tông chủ quá khen rồi. Tiểu tiên là tiểu tìm đệ đệ, lúc trước hắn bởi vì áp chế không nổi tu vi, bất đắc dĩ bỏ qua vạn tông đại hội, kỳ thật tiểu tử này thực lực đối với lá. Tìm tới nói càng hơn một bậc, mà lão phu lần này sách hai ngày trước dẫn hắn tới đây, một là vì cửu thiên một chuyện, hai đâu, cũng là nghĩ nhường tiểu tiên thấy chút việc đời, hắn tại Diệp gia không có đối thủ cho nên rất là cao ngạo lão phu liền muốn lấy có thế nhân cơ hội này dẫn hắn nhìn nhìn thiên hạ đệ nhất tông môn phong mạo, ép một chút hắn khí diễm, với hắn mà nói cũng có có ích. Nghe Diệp Hàng Thành mà nói, Triệu Vô Cực đôi mắt hiếp hiếp. Cứ việc nói rất mịt mờ, nhưng hắn nghe được đối phương trong lời nói ý tứ. Ha ha! Muốn nâng giết bọn hắn đạo thần tông. Cũng không nhìn một chút chính các ngươi bao nhiêu cân lượng. Bất quá cũng thế, bây giờ trường sinh vừa vừa trở về không bao lâu, còn chưa có cái gì chói mắt chiến tích lại trực tiếp bị thiên cơ cắt cho xếp tới thế hệ trẻ tuổi vị trí thứ nhất, những người này trong lòng không phục cũng là bình thường. Tuy nhiên triệu vô cực tâm lý khó chịu, nhưng bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mà lại dịp hàng thành tư thái cũng thả vô cùng thấp, hắn thân là thần tông tông chủ vẫn là muốn khí độ cùng bố cục, tự nhiên không tiện nói nhiều. Chỉ là nói. Nói cách khác vị này liền là các ngươi dịp gia hiện nay mạnh nhất thiên tài A. Dịp hàng thành vuốt vuốt trồng râu cười nói. Đúng là như thế tiểu tiên trước đó liền thúc giục ta phải sớm chút tới, vẫn muốn cùng quý tông thần. Ai? Triệu tông chủ, ta nhớ được vừa mới kiếm thần Sơn Lâm Trường Phong giống như cũng là nghĩ cùng các ngươi thần tử luận bàn, bất quá tựa như là liền một cái thánh tử cũng không đánh qua đúng không? Lúc này thời điểm, Lạc Thiên Hoa đột nhiên đánh gãy dịp hàng thành, mở miệng nói. Triệu vô cực trong nháy mắt hiểu ý, Lạc Thiên Hoa đây là tại giúp hắn. Hắn như đồng ý có sai lầm thần tông uy nghiêm, rốt cuộc thần tử thân phận cao quý, nhưng nếu nói thẳng cự tuyệt, lại sẽ có tổn hại thần tông danh tiếng. Trung vực lá, lạc hai đại đỉnh tiên gia tộc đối với đạo thần tông mà nói là khác biệt, mà lại lạc thiên hoa nói là muốn lạc trần cùng lý trường sinh giao thủ, cũng bất quá là xuất phát từ một cái phụ thân đối con rể khảo nghiệm, tuy nhiên lạc trần cũng không có tham gia vạn tông đại hội, tên không nổi danh, nhưng hắn nhưng là lý trường sinh đại cửu ca, là người trong nhà. Người trong nhà lại thế nào luận bàn đều không cần giảng quy củ gì. Có thể các ngươi dịp gia tính là cái gì? Đến mức lâm trường phong, Người ta đó là nổi tiếng bên ngoài, thời đại đỉnh lưu. Bất quá lại bị Tôn Thiên cho cản lại, cũng là không có cách nào. Có thể các ngươi dịp gia một cái liền tên tuổi đều chưa từng nghe qua đệ tử liền muốn trực tiếp tới khiêu chiến chúng ta thần tử. Muốn cái rắm ăn đâu. Triệu Vô Cực lập tức gật đầu đáp lại Lạc Thiên Hoa nói. Không tệ, Lạc Tiền Bối nói đúng lắm, rốt cuộc Trường Sinh là cao quý thần tử, thân phận tôn quý, há có thể tùy tiện liền cùng người khác giao thủ. Đây là Lâm Trường Phong, nếu là loại kia tên tuổi không hiện liền càng không có thể. Diệp Hàng Thành nghe vậy, nguyên bản hiếp cười đôi mắt hơi hơi mở ra. Lâm Trường Phong Kiếm thần sơn mạnh nhất thiên kiêu, thời đại đỉnh lưu thiên kiêu không có đánh qua một cái nhị lưu thánh tử. Hở? Đúng, vừa mới Diệp gia chủ nói cái gì tới? Triệu vô cực lúc này thời điểm mới nhận thức muộn nhìn về phía Diệp Hàng Thành hỏi. Cái kia? Lão Phu là muốn cho tiểu tiên cùng thần tử luận bàn một phen, cũng tốt minh bạch mình cùng đệ nhất thiên hạ trên lệch, còn mời triệu tông chủ dàn xếp một phen. Cái này? Thế nhưng là Diệp gia chủ, vừa mới ta cùng lạc tiền bối đối thoại ngài cũng nghe đến. Triệu vô cực ra vẻ dáng vẻ đáng đo nói. Diệp hàng thành bên cạnh đứng đấy lá tiên, trong đôi mắt lóe qua một vệt tức giận chi ý, lập tức tiến lên đối triệu vô cực ôm quyền nói. Khởi bẩm triệu tông chủ, như tại hạ thắng quý tông sở hữu thánh tử, phải chăng liền có tư cách cùng thần tử giao thủ. Triệu vô cực nghe lá tiên trong giọng nói cuồng ngạo, còn chưa chờ hắn đáp lại. Lúc này, một trận tiếng cười to đột nhiên theo cửa truyền đến. Ha 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 tuyệt đối nghĩ không ra lại có thế có người có thế như thế cuồng vọng. Mọi người nghe tiếng ào ào nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người tại chân đang chỉ huy phía dưới chậm rãi đi tới. Cười to chính là một vị bên hông đừng kiếm thanh niên áo trắng. Người này khuôn mặt thanh tú, khí chất nổi bật, có thể thần sắc bên trong lại đều là vẻ châm chọc. Tại hắn cười xong sau, lập tức cung kính ôm quyền, đối với triệu vô cực chờ người nói. Không có ý tứ, tại hạ vừa mới thật sự là nhịn không được, mong rằng chư vị tiền bối thứ lỗi. Tiểu bối là thanh thành diệp gia, cũng là ngạo nhiên tông Diệp Hạo. Ở đây gặp qua triệu tông chủ, lạc tiền bối, cùng. Diệp Hạo nhìn về phía Diệp Hàng Thành, một đôi mắt tinh hiếp lại, ngữ khí bỗng nhiên nói. Diệp lão gia chủ. PS, hai canh. Chương 456, ước lôi đài, định sinh tử. Tại hạ Sùng Dương, gặp qua triệu tông chủ, lạc gia chủ, lý gia chủ. Sùng Dương lão tổ cười hiếp mắt nhìn lấy mọi người lên tiếng chào, sau đó vuốt vuốt chồng râu cười nói. Hạo nhi ngang bướng, còn mời chư vị chớ trách sùng dương tiền bối nói quá lời. Diệp hạo tiểu hữu ngay thẳng bằng phẳng, ta rất là thưởng thức a. À. Triệu vô cực liền vội vàng cười lắc đầu nói. Diệp hàng thành nhìn lấy diệp hạo, đôi mắt hiếp lại, trong lòng rất là phức tạp. Lúc trước vứt bỏ thanh thành diệp gia cái này chi mạch đề nghị cũng là hắn sắc. Bởi vì cái kia thời gian trong tộc đã đối với cái này phong ba nổi lên bốn phía, cùng không ngừng phân phát tư nguyên cho cái này không đỡ nổi chán nản chi mạch, chẳng bằng trực tiếp từ bỏ. Có thể là trong gia tộc một vị khác chuẩn đế lão tổ sửng sốt không đồng ý, chỗ lấy cuối cùng cũng chỉ là gãy mất hàng năm phân cho bọn hắn chi mạch tư nguyên, mà Diệp gia tên tuổi một chuyện liền tạm thời mắc cạn xuống dưới. Xem như tại vứt bỏ biên giới bồi hồi. Nhưng hắn là như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia chán nản tiểu gia tộc thế mà có thế ra Diệp Hạo dạng này đỉnh lưu thiên kiêu. Vạn tông đại hội lộ hết tài năng, một tay chưa bao giờ nghe âm dương kiếm ý ngang càng là đẩy chúng thiên kiêu. Chỉ là tại gặp phải Lạc Thanh giao thời điểm lại đột nhiên nhận thua, không phải vậy người đứng đầu là ai cũng còn chưa biết. Lúc ấy hắn còn kinh hỉ may mắn không có tương thanh thành một mạch xóa tên, không phải vậy sợ là muốn bỏ lỡ bực này thiên tài. Thế nhưng là, Diệp Hạo lại nói mình chỉ là thanh thành Diệp gia người, cùng trung vực Diệp gia không có bất cứ quan hệ nào. Hắn thậm chí còn đối Diệp Hạo làm ra qua hứa hẹn. Chỉ cần hắn có thể vào trung vực Diệp gia, như vậy gia tộc chắc chắn thật tốt bổ khuyết thanh thành một mạch, chỉnh đốn gia phong. Bất quá Diệp Hạo lại cự tuyệt. Diệp hàng trung tâm thành bên trong minh bạch, thanh thành Diệp gia tại 500 năm liền bị chủ gia người coi thường, thậm chí cả đối xử lạnh nhạt trào phúng sự tình nhiều không kể xiết. Bây giờ trong lòng đối phương có oán niệm cũng đúng là bình thường. Nhưng, rõ ràng cùng là một mạch, hắn lại thế nào cam tâm từ bỏ như thế thiên tài. Diệp hạo. Ngươi nói người nào cùng vọng. Lúc này, Diệp tiên mặc lộ vẻ vẻ phẫn nộ đối với Diệp hạo quát. Diệp hạo nhếch miệng nói, nói cũng là ngươi, vô danh chi bối. Diệp tiên tuy nhiên không có đi qua vạn công đại hội, nhưng là cũng biết Diệp hạo bộ dáng. Tại chủ gia bên trong, hắn liền ngạo không được, đối với một cái chi mạch càng là theo đáy lòng xem thường. Mà hắn cũng không cho là mình lại so với Diệp Hạo kém. Hắn tự tin chính mình cuối cùng rồi sẽ vô địch thế hệ tuổi trẻ. Chỉ là còn không có cơ hội biểu hiện thôi. Vô danh chi bối. Ta Diệp Tiên bỏ qua vạn công đại hội, nhưng sẽ không bỏ qua cửu thiên. Lần này đến đây chính là vì dương danh. Mà ngươi, bất quá chỉ là một cái suýt nữa bị ném bỏ phế vật trong gia tộc. Tiểu tiên. Diệp hàng thành nhướng mày, ngữ khí có chút không vui. Diệp Tiên lời nói nhất thời vừa thu lại. Có thể Diệp Hạo trong mắt lại lóe lên lãnh mang. Ngươi nói người nào gia tộc là phế vật. Diệp Tiên hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Diệp Hàng vùng ven vốn không nở Diệp Hạo thoát ly chủ gia, vội vàng hòa giải nói, Diệp Hạo, tiểu tiên hắn cao ngạo đã quen, ngươi đừng cùng hắn. Ta đang tra hỏi ngươi. Diệp Hạo quanh thân trong nháy mắt dâng lên cuồng bạo kiếm ý. Một trắng một đen dị tượng ở sau lưng hắn mơ hồ hiện lên, như một loại nước gợn không ngừng lưu động lấy. Âm dương kiếm ý tuy nói là lấy nhu thắng cương, chủ vạn vật bình hành chi đạo. Nhưng, nếu đem sự cân bằng này đánh vỡ, nó kiếm ý liền sẽ bởi vì mất cân bằng mà biến đến cực độ bạo lệ. Diệp tiên gặp này cũng không nhượng bộ mảy may, vốn muốn tiếp tục trào phúng nhưng bởi vì Diệp hàng thành vừa mới mà nói, hắn liền sửa lời nói. Ngươi là đang gây hấn với ta a? À? Ai, Diệp hạo ngươi làm gì như thế? Có thế tại Diệp gia chi thứ chi mạch bên trong trổ hết tài năng, đủ chứng minh ngươi tâm trí thành thục, cùng là người Diệp gia làm gì tổn thương hòa khí tổn thương hòa khí diệp hạo nhịn cười không được nhưng sau lưng kiếm ý lại càng bạo lệ ta diệp hạo là thanh thành diệp gia người cùng trung vực diệp gia có gì liên quan diệp hàn thành sắc mặt cũng có chút khó chịu lên hắn coi như lại không muốn vứt bỏ diệp hạo cũng rất khó chứa nhẫn một tên tiểu bối đối với hắn như thế ngôn ngữ thanh thành diệp gia còn chưa xóa tên ngươi như thế chống đối ta thuộc về ngỗ nghịch chi tội diệp hạo ngươi có chút không hiểu chuyện ai diệp lão gia chủ lời ấy sai rồi Diệp hạo thế nhưng là nói rõ qua hắn cùng các ngươi chủ gia không có bất kỳ cái gì liên quan tính là gì ngỗ nghịch sùng dương lão tổ cười hít mắt mở miệng nói huống chi hắn là chúng ta ngạo nhiên tông đệ tử coi như ngang bướng cũng có bản tọa tự mình dạy bảo như thế nào cũng không tới phiên dịp lão gia chủ đến trăng dạy a à. dịp hàng thành sắc mặt rất khó coi nhưng cũng không thể phát tác nơi này là đạo thần tông hắn nếu là xuất thủ như vậy thì là khiêu khích thần tông uy nghiêm hắn còn không dám làm như thế uy ngươi là nghe không hiểu tiếng người a à. Diệp Hạo nhìn lấy Diệp Tiên hỏi lần nữa. Diệp Tiên sắc mặt đen không được. Cái trán gân xanh phun trào. Diệp Hạo, ngươi có dám theo hay không ta lên lôi đài? Ồ! Ngươi là muốn cùng ta quyết đấu a? À? Diệp Hạo đôi mắt hiếp lại. Liền hỏi ngươi có dám hay không? Diệp Hạo cười lạnh nói, ha ha. Ta Diệp Hạo nói thế nào cũng là nổi tiếng hãng thiên đỉnh Lưu Thiên Kiêu, mà ngươi bất quá là một cái vô danh chi bối, đến cùng là người nào cho ngươi lòng tin. Bất quá, hôm nay ta còn liền muốn nhường ngươi biết biết không coi ai ra gì không giữ mồm giữ miệng hạ tràng diệp hạo trong hai con ngươi lãnh quan bùng lên hừ hy vọng một hồi ngươi còn có thể lớn lối như thế diệp tiên cũng là cười lạnh nói nhưng là chỉ là quyết đấu không khỏi không thú vị đúng không diệp hạo nhếch miệng lên một vệt tà mị độ cong cười nói ngươi còn muốn làm cái gì trận chiến này đã phân thắng bại cũng quyết sinh tử chúng ta diệp hạo trong mắt lóe ra hàng quan ngữ khí nghiêm túc nói không chết không thôi dịp tiên nhất thời sững sờ mà dịp hàn thành thì là sắc mặt khó coi dịp hạo làm gì đem sự tình làm như thế tuyệt dịp hạo nhìn lấy dịp hàn thành sắc mặt lạnh nhạt nói đây là dịp hạo cùng tiểu bối ở giữa quyết đoán mong rằng dịp lão gia chủ chớ có nhúng tay ngươi tốt dịp hàn thành vừa muốn nói cái gì dịp tiên liền lập tức đồng ý tiểu tiên dịp hàn thành nhìn lấy dịp tiên sắc mặt khó coi rống lên một tiếng dịp tiên tự tin đáp lại nói gia chủ ngài liền yên tâm đi đã hắn nghĩ như vậy muốn chết vậy ta liền thành toàn hắn diệp hạo muốn mời triệu tông chủ cùng lạc tiền bối cùng một chỗ làm chứng diệp hạo đối với triệu vô cực cùng lạc thiên hoa cung kính ông quyền nói lạc thiên hoa nhìn lấy diệp hạo trong đôi mắt tràn ngập ý tán thưởng triệu vô cực cười nói tốt bản tọa tự mình cho các ngươi thiết lập lôi cùng ta tới đi triệu vô cực nói xong cũng cười nhanh chân hướng đi ra ngoài điện lạc thiên hoa cùng lạc trần cũng là đuổi kịp Diệp Hạo quay đầu nhìn muốn Sùng Dương nói, "Là Diệp Hạo tùy hứng, còn mời lão tổ chớ có chú ý." Sùng Dương lão tổ lắc đầu cười nói, "Ngươi a, à? thôi, buông tay đi làm liền là, bản tọa là tin ngươi." "Ừm." Diệp Hạo trùng điệp cực đầu đáp lại. Sau đó cũng đi theo Triệu Vô Cực bước chân. Diệp hàng Thành nhìn lấy Diệp Tiên ngữ khí nghiêm túc nói, "Tiểu Tiên, ngươi hồ đồ a." À? Diệp Tiên thì là mảng bất tại hồ nói, "Lão tổ cứ việc tin tưởng tiểu tiên là được." Nhìn lấy Diệp Tiên theo sau bước chân, Diệp Hàn Thành mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Diệp Tiên thực lực như thế nào hắn tự nhiên là rõ ràng, mà Diệp Hạo. Chương 457, luận võ ngọn núi. Tại Triệu Vô Cực chỉ huy dưới, một hàng bảy người ra nghị sự đại điện về sau liền hướng thẳng đến đạo thần tông phía đông đi đến. Có không ít thần tông đệ tử tại dọc theo đường lên gặp được mọi người sau đều nghi hoặc không hiểu. Cái kia là Trần cùng Diệp Hạo, mà tím quần áo người trẻ tuổi là ai? bọn họ cái này là muốn đi làm cái gì rất nhanh bọn họ sẽ biết đáp án triệu vô cực dẫn mọi người trực tiếp leo lên đạo thần tông luận võ ngọn núi các đệ tử ào ào xôn xao chẳng lẽ là lạc gia đại công tử muốn cùng dịp hạo luận bàn hay sao nhất định là dịp hạo thế nhưng là đỉnh phong thiên tài cái này lạc trần thân là lạc gia thiếu chủ vẫn luôn rất thần bí chuyện này chúng ta cần phải đi nói cho thần tử một tiếng đi không tệ cái này lạc gia đại công tử thế nhưng là thần nữ thân ca ca, cũng chính là thần tử đại cửu ca. Mà lại nghe nói Diệp Hạo cùng chúng ta thần tử giao tình không tệ, chuyện này cần phải phải nhanh một chút hồi báo cho thần tử. Tốt. Ta lập tức liền đi. Luận võ đỉnh núi. Nơi này có thật nhiều lôi đài, mà tại lớn nhất vị trí trung tâm, có một cái so bình thường lôi đài phải lớn gấp 5 lần tả hữu siêu cấp lôi đài. Cái lôi đài này bình thường đều là cung cấp cho một số đặc biệt giao đấu hoặc là cho thân phận đặc thù đệ tử, tỉ như các phong thân truyền chờ. Triệu vô cực mang theo lạc thiên hoa bọn người đi tới một bên trên đài cao ngồi xuống, đối Diệp Hạo cười nói. Diệp tiểu hữu, cái lôi đài này còn hài lòng. Diệp Hạo gật đầu đáp lại nói. Diệp Hạo đa tạ triệu tông chủ. Dứt lời, hắn liền thả người nhảy lên, bay thẳng đến trên lôi đài, nhìn ra phía ngoài Diệp Tiên ngoắc ngoắc bàn tay. Diệp Tiên nhìn lấy Diệp Hạo bộ dáng như vậy, hừ lạnh một tiếng. Cũng là lập tức bay đi. Tại cách đó không xa có đại lượng thần tông đệ tử cùng đi theo xem náo nhiệt. Phát hiện là cái kia áo bào màu tím người cùng Diệp Hạo sau quyết đấu, đều ào ào kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng ngay lúc đó liền hiếu kỳ. Người kia là ai a? À? Các ngươi người nào nhận biết? Không biết, bất quá xem bộ dáng là cùng Diệp gia gia chủ cùng nhau đến đây, hẳn là người Diệp gia không sai được. Người Diệp gia mà nói, cái kia vì sao không phải Diệp Tầm? Không biết, chúng ta xem tiếp đi đoán chừng liền sẽ xem rõ ràng. Thánh Tử Phong, Tôn Thiên. Tung bay hồ nhất đòn khiên. Ha 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 ha. Trừng thần tử đa tạ. Lý Trường Sinh đem bài của mình mở ra về sau, hưng phấn cười to nói. Lâm Trường Phong sắc mặt một quính. Lại điểm pháo. Viên nhất định chơi trong chốc lát, thua ước chừng 50 viên thượng phẩm linh thạch sau cũng không dám chơi nữa. Cho nên Lâm Trường Phong cũng liền nối liền chơi tiếp. Công Thiên ở một bên nhìn say sưa ngon lành. Còn thật đừng nói, chỉ nhìn cũng thật có ý tứ hà. Lâm Trường Phong nhìn lấy chính mình khung bên trong còn sót lại hai cái thượng phẩm linh thạch về sau, liền dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía viên nhất định thế nhưng là viên nhất định lại căn bản nhìn đều không nhìn hắn liếc một chút. Xú tiểu tử, chính mình thua tự nghĩ biện pháp. Ê! Cái kia, linh thạch của ta giống như không đủ. Lâm Trường Phong ngượng ngùng đối Lý Trường Sinh nói ra. Lý Trường Sinh thì là cười nói. Không sao, chơi mặt trượt đồ cũng là vui mừng a, à, chỉ là mấy cái linh thạch thôi, không đáng giá nhắc tới. Cái kia! Trường Phong trước hết thiếu, đợi ngày sau. Ai? Người tu tiên coi trọng nhất chính là nhân quả, Trường Phong huynh làm gì như thế đâu? ta mới nói chỉ là mấy cái linh thạch mà thôi tính không được cái gì lý trường sinh lắc đầu nói nhìn lấy rộng lượng lý trường sinh lâm trường phong trong lòng đã là cảm động lại là khâm phục người tu tiên coi trọng không kéo không nợ không phải vậy liền sẽ ảnh hưởng tâm cảnh tuy nhiên đây chỉ là mấy cái linh thạch thôi nhưng lại đồng dạng sẽ cấu thành nhân quả quan hệ lý trường sinh lời nói này liền để cho hắn không nợ bất luận cái gì nhân quả lâm trường phong nhìn lấy lý trường sinh chân thành nói lý thần tử từng tại phía dưới chỉ là từng nghe nói danh hào của ngươi lại một mực chưa từng có cơ hội nhìn thấy ngươi chân nhân đối ngươi kỳ thật cũng không hiểu nhiều lắm bây giờ thấy một lần quả thật là danh bất hư truyền không có chút nào thần tông thần tử hoặc là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu giá đỡ ngược lại cực kỳ thân mật hiền hòa lại lòng dạ rộng lớn thật sự là nhường trường phong bội phục không thôi trừng thần tử quá khen lý thần tử ngươi người bạn này trường phong vô cùng muốn kết giao không biết tại hạ có thể hay không gọi ngươi một tiếng lý huynh lâm trường phong nhìn lấy lý trường sinh chân thành nói lý trường sinh cười to nói có gì không thể trường phong huynh làm người thẳng thắn trước đó ta liền quan sát ngươi cũng là loại kia tiêu sái tùy ý không câu nệ tiểu tiết người điểm này cùng lý mổ rất là hợp ha 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 viên nhất định gặp mì này sắc lên cũng là lộ ra ý cười chính mình đồ nhi có thể cùng lý trường sinh kết giao không thể bảo là không vinh hạnh a à. lúc này một vị đệ tử vội vàng chạy tới thần tử Lý Trường Sinh nghe vậy quay đầu nhìn về phía hắn. "Thế nào?" Tên đệ tử này lập tức cung kính nói, "Khởi bẩm thần tử." Lạc gia đại công tử Lạc Trần giống như muốn cùng Ngạo Nhiên tông Diệp Hạo luận bàn. "Đệ tử chuyên tới để cáo tri." Lý Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lóe ra nhiều hứng thú chi sắc. "Diệp Hạo muốn cùng Lạc Trần luận bàn? Diệp huynh cũng tới a?" À. "Đa tạ." Lý Trường Sinh cười đối tên đệ tử này nói. Đệ tử này liền vội vàng lắc đầu nói, "Thần tử không cần cảm tạ." đây là đệ tử phải làm. tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng đệ tử này nhưng trong lòng thì kinh hỉ vạn phần. đối với lý trường sinh vẽ kính để càng thêm nồng nặc. sau đó lý trường sinh nhìn muốn tô khanh ngư, tôn bằng trình cùng lâm trường phong nói. lý Mổ đối trận này luận bàn đặc biệt cảm thấy hứng thú, liền đi trước một bước. ta cũng đi. tôn thiên trong mắt lóe ra vẻ hân phấn nói. diệp Hạo tên tuổi hắn đã sớm nghe nói qua, đối với đối thủ cường đại, tôn thiên từ trước đến nay đều là cực kỳ nóng lòng. khanh ngư, ngươi đi a. À. Tô Khanh Ngư nhìn lấy tôn thiên trong mắt hưng phấn cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi cái này ngốc tử sẽ trực tiếp như một làn khói đi nữa nha. đã ngươi đều hỏi, vậy ta tự nhiên là muốn theo ngươi. cái kia cha, ngươi là? tôn bằng trình nghe được tôn thiên mà nói thì là lắc đầu cười nói, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta liền không tham dự, bất quá lần sau còn có mặt trượt cục mà nói nhớ đến gọi ta a. À. lý huynh, trường phong cũng cùng ngươi cùng đi. lâm trường phong đôi mắt lấp lóe đạo lần trước tại vạn tông đại hội hắn bại bởi diệp hạo đi qua những năm này tu hành hắn tiến bộ rất lớn cũng rất tò mò diệp hạo trưởng thành như thế nào lý trường sinh nhìn lấy chúng người cười nói vậy thì tốt đã như vậy chúng ta liền cùng đi chứ luận võ ngọn núi lúc này diệp tiên cùng diệp hạo hai người đã chiến đấu diệp tiên tay cầm trường kiếm không ngừng mà hướng diệp hạo đột tiến có thể mỗi lần cùng diệp hạo đối bính thời điểm lực đạo của hắn liền bị quỷ dị gỡ xuống dưới thật giống như một quyền đánh vào trên bông đồng dạng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn nhìn lấy Diệp Hạo cái kia thành thạo bộ dáng, đôi mắt nheo lại nói. Đây chính là âm dương kiếm ý A. À? A, à, xem ra cũng không gì hơn cái này. Phúc lãng trảm. Diệp tiên nhảy lên giữa không trung hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt lượng quanh lên từng tầng từng tầng dòng nước. Đồng thời còn tách ra từng đợt dao động tiếng. Trong nháy mắt, trường kiếm liền hóa thành một đạo to lớn lãng nhận. Đối với Diệp Hạo liền bổ xuống. Diệp Hạo nhìn lấy công tới đánh chém khinh thường cười một tiếng âm dương kiếm ý là tứ đại cực hạn kiếm ý một trong, ngươi lại còn nói không gì hơn cái này. Ông. Theo một đạo ông ông tiếng vang lên, Diệp Hạo sau lưng đột nhiên hiện ra đen trắng nửa nọ nửa kia to lớn dị tượng. Màu đen cùng màu trắng dường như nước gợn sóng lưu động. Âm dương lưỡng nghi, lạc phu bình hành. Diệp Hạo nhìn lên trên trời đánh chém, kiếm chỉ hướng lên trên, bình thản nói ra. Dứt lời, phía sau hắn hai màu đen trắng nhất thời khuếch tán mà ra bao hàm đầy mãnh liệt dòng nước đánh chém tại tiếp xúc đến âm dương hai sắc màu về sau lập tức liền trệ chậm lại dòng nước biến đến bình hòa sau trực tiếp bại tan hết lộ ra trường kiếm bên trong diệp tiên nhìn lấy mình bị cưỡng chế cắt đứt kiếm chiêu nhíu chặt lông mày kinh nghi nói làm sao quỷ dị như vậy đang lúc diệp hạo muốn tiếp tục có hành động thời điểm hắn ánh mắt xéo qua đột nhiên liếc về ngoài lôi đài xuất hiện một vệt thân ảnh màu trắng sắc mặt nhất thời vui mừng nói lý huynh lý trường sinh cũng là vừa đến nơi đây Hắn đứng tại bên lôi đài, đối với Diệp Hạo vẫy vẫy tay lấy đó đáp lại. Bất quá trong lòng lại nghi hoặc. Không phải nói cùng Lạc Trần Luận bàn a. Người này là ai a? À? Nhìn lấy cùng mình chiến đấu còn dám không tập trung, đào ngủ, Diệp Hạo, Diệp Tiên càng thêm nổi giận. Diệp Hạo, ngươi xem thường ta? U. Ngươi còn biết đâu. Diệp Hạo giả bộ kinh ngạc bộ dáng đáp lại nói. Diệp Tiên hai con mắt dần dần nạp đỏ, quanh thân khí tức bắt đầu điên cuồng nở rộ mà ra ngươi không phải liền là ỷ vào này quỷ dị kiếm ý a à. có gan ngươi cũng đừng giảm bớt lực đạo diệp hạo nghe vậy khóe miệng khẽ nhất hung sau một khắc phía sau hắn nguyên bản bình thản hai màu đen trắng nhất thời dân trào lên nguyên bản bình tĩnh cảm giác trong nháy mắt không còn sót lại chút gì ngược lại thành mạnh mẽ bạo lệ chi ý diệp hạo dáng người thẳng tắp đôi mắt lấp lóe nói đã ngươi như vậy vội vã muốn chết vậy ta thỏa mãn ngươi ps hai canh chương 458, trăm lạc thiên hoa yêu cầu tiểu hỏa tử khí thế không tệ a à. cái kia âm dương kiếm ý vẫn là như vậy cường đại triệu vô cực nhìn lấy diệp hạo dáng người đối với sùng dương lão tổ cười nói sùng dương lão tổ trong mắt lộ ra lấy ý cười gật đầu nói ha ha hạo nhi đứa nhỏ này a à, ta rất hài lòng lạc thiên hoa đối với lạc trần hỏi thế nào trần nhi cái này âm dương kiếm ý ngươi phá đến rồi hả lạc trần nhìn chầm chầm diệp hạo sau lưng đến hắc bạch dị tượng trong mắt lóe lên kinh thán chi ý nói cái này âm dương kiếm ý thực sự cao thâm mạch chắc, khó có thể nhìn trộm ảo diệu trong đó, rất khó tưởng tượng Diệp Hạo là như thế nào lĩnh ngộ ra tới. Sau đó hắn tiếp tục nói, tuy nhiên cái này bình hành chi đạo giữ kín như bưng, nhưng nếu đơn chỉ cái này tá lực chi đạo hãy còn có dấu vết mà lần theo. Ồ, nói nghe một chút. Lạc Thiên Hoa hiếu kỳ nói. Lạc Trần trong mắt lộ ra tinh quang nói. Trong yên tĩnh sinh động, mặc dù động còn tĩnh. Diệp Hạo nhìn như dựa vào âm dương kiếm ý nhẹ nhõm tháo bỏ xuống Diệp Tiên thế công, nhưng tứ lạng bạc thiên cân, ngàn cân lực ở phía sau. Muốn làm đến như thế, chỉ có lời đầu tiên thân luyện thành ngàn cân chi lực mới được. Mà nếu muốn phá cái này phương thức mượn lực, Hài Nhi cho rằng cần làm đến hai điểm. Triệu vô cực cùng sùng dương lão tổ đều kinh nghi nhìn về phía lạc trần. Diệp hạo dựa vào âm dương kiếm ý thành danh nhiều năm, chỉ là cái này giảm bất lực phương diện liền làm khó vô số thiên kiêu, há lại tốt như vậy phá giải. Có thể tiểu tử này thế mà phân tích đạo lý rõ ràng. Lạc thiên hoa nghe vậy lông mày trao động, Nghe Lạc Trần mà nói như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đối với mình đứa con trai này hắn sớm đã không thấy kinh ngạc, trực tiếp mở miệng hỏi. Có đạo lý. Bất quá là cái nào hai điểm đâu. Mau cùng lão tử nói một chút. Thứ nhất, cái kia chính là phải dùng ra hơn xa cái này âm dương kiếm ý năng lượng, nhưng Diệp Hạo căn bản không có năng lực tháo bỏ xuống, đạt tới nhất lực phá vạn pháp hiệu quả. Lạc Trần duỗi ra một ngón tay nói. Điểm này ai cũng biết. Thế nhưng là tại cùng cảnh giới người nào có thể làm được đến lạc thiên hoa tức giận nói lạc trần thì là lắc đầu cười nói phụ thân nói cũng không phải tuy nhiên cùng cảnh giới tu sĩ không cách nào phóng xuất ra hơn xa nơi này cảnh giới năng lượng nhưng nếu đổi một loại phương thức đâu đổi một loại phương thức hài nhi có ý tứ là chỉ cần đem năng lượng vận dụng cùng đối lực đạo đem khống đạt tới một loại cẩn thận tỉ mỉ hoặc là tùy tâm sở dục cảnh giới như vậy thì có thể làm được giống nhau lực lượng dùng nắm đấm đánh ra cùng dùng kiếm đâm ra tuy nói không sai biệt lắm nhưng lực sát thương vẫn là có khác biệt Lạc Thiên Hoa nhíu mày nói. Ngươi nói là. Không tệ, đánh cái so sánh, nếu đem một cái lớn chừng bàn tay lực lượng ngưng tụ tại một cái cắt sỏi lớn nhỏ điểm bên trên, như vậy uy lực đều sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng cường. Cứ như vậy muốn giảm bất lực nhưng là khó khăn. Lạc Thiên Hoa giật mình gật đầu, thì ra là thế. Kỳ thật, Hài Nhi cảm thấy Diệp Hạo phương thức mượn lực nhìn như là dựa vào lấy âm dương kiếm ý, nhưng kỳ thực là chính hắn đối với lực đạo đem điều khiển năng lượng lực, mà âm dương kiếm ý cũng chẳng qua là đưa đến một cái càng thêm dễ dàng phụ trợ tác dụng thôi, chỉ cần đem lực lượng vận dụng tốt, cái này giảm bất lực ai cũng có thể làm đến. Nhưng tránh thức lợi hại còn là vừa vặn một màn kia. Lạc Trần đôi mắt nheo lại, hồi tưởng đến vừa mới dịp tiên phúc lãng trảm tại tiếp xúc đến dịp hạo âm dương kiếm ý về sau, trong nháy mắt liền tán loạn không còn. Cái này căn bản không phải giảm bất lực có thể giải thích thông. Đây mới là âm dương kiếm ý chân chính vi năng A. T. Một bên Triệu Vô Cực cùng Sùng Dương lão tổ đều khiếp sợ nhìn lấy Lạc Trần. Tiểu tử này thế mà thật nói ra cái như thế về sau Lạc Tiền Bối, nhà ngươi cái này đại công tử thật đúng là làm cho người rung động a. À. Triệu Vô Cực nhìn lấy Lạc Thiên Hoa, trong giọng nói kinh thán chi ý không che giấu chút nào. Lạc Thiên Hoa ha, ha ha cười nói. Ở đâu? Một chút ngu kiến thôi. Ha 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 ha. Trần Nhi. Nói tiếp điểm thứ hai. Lạc Trần nhẹ gật đầu, duỗi ra ngón tay thứ hai nói. Thứ hai chính là tốc độ đã phương diện lực lượng không cách nào đạt tới nhưng nếu là dựa vào đối thủ không kịp phản ứng tốc độ cũng là có thể làm được đã đều phản ứng không kịp cái kia công kích này tự nhiên cũng liền không cách nào gỡ trừ lạc thiên hoa nhẹ gật đầu nhưng sau đó lại nhìn không được lắc đầu thở dài nói thế nhưng là lời tuy như thế nhưng đối với cùng cảnh giới đối thủ mà nói ai có thể làm đến hai điểm này đâu khó vậy lúc này triệu vô cực bọn họ chú ý tới lý trường sinh cùng tôn thiên mấy người cũng đều đi tới phụ cận các ngươi đã tới a à, triệu vô cực cười hít mắt nói. Chư vị tiền bối tốt. Lý Trường Sinh cùng Tôn Thiên ào ào bái nói. Lạc Thiên Hoa lường Lý Trường Sinh liếc một chút, hừ lạnh một tiếng liền nhìn về phía trên lôi đài. Diệp Hàng Thành nhìn lấy Lý Trường Sinh, đôi mắt lấp lóe lúc cũng tại cẩn thận quan sát cái này thiên hạ đệ nhất thiên kiêu đến tột cùng có khác biệt gì. Đại cửu ca. Lý Trường Sinh như quen thuộc vỗ vỗ Lạc Trần bả vai nói. Lạc Trần mỉm cười đáp lại. Mà Lạc Thiên Hoa thì là khóe miệng co quắp bắt đầu chuyển động sau đó lý trường sinh nhìn về phía hắn cực kỳ trịnh trọng lại cung kính bái nói trường sinh gặp qua nhạc phụ đại nhân ách lạc thiên hoa sắc mặt trầm xuống vừa mới tốt tâm tình nhất thời tiêu tán cái trán toát ra gân xanh nhìn về phía lý trường sinh nói tiểu tử ngươi gọi ta cái gì lý trường sinh nháy mắt giả bộ nghi ngờ nói nhạc phụ đại nhân a à. xú tiểu tử lão tử còn không có tán đồng ngươi đây a à. đừng cho ta tùy tiện gọi bậy lạc thiên hoa giận dữ hét Lý Trường Sinh cười nói. Cái kia không biết nhạc phụ đại nhân như thế nào mới có thể tán đồng Trường Sinh đâu. Mới nói đừng tùy tiện gọi bậy. Lạc Thiên Hoa lần nữa trống lên một cuốn họng. Tình cảnh này nhường trên lôi đài Diệp Hạo cũng chú ý tới, liếc qua về sau lắc đầu bật cười một tiếng. Diệp Tiên gặp này càng thêm phẫn nộ. Hắn đã vừa mới nhận được Diệp Hàng thành truyền âm, nói cho hắn như thế nào phá giải Diệp Hạo phương thức mượn lực, nhưng tốc độ cùng lực lượng đem khống, hắn một điểm nào đều làm không được. Tâm lý chính biệt quốc đây. Nhìn thấy Diệp Hạo còn dám phân thần, hắn tất nhiên là giận không nhịn nổi. Hỗn trướng. Diệp Tiên hét lớn một tiếng liền xông tới. Diệp Hạo thì là hướng về phía hắn vung ra một kiếm. Bạch. Bạo lệ kiếm khí màu đen nhường Diệp Tiên trong lòng nhất thời rung lên. Toàn lực cản trở lên. Lạc Thiên Hoa nhìn lấy trong sân Diệp Hạo, vừa nhìn về phía Lạc Trần cùng theo Lý Trường Sinh cùng nhau tới Tôn Thiên bọn người. Ánh mắt hiếp lại nói: Muốn bản tọa tán đồng ngươi cũng được, nhưng ngươi muốn chứng minh chính mình. Lý Trường Sinh lông mày nhíu lại. Thiên hạ đệ nhất thiên kiêu thân phận còn chưa đủ lấy chứng minh a. À. Lão tiểu tử này rõ ràng là muốn làm khó tiểu gia. Ồ. Còn mời nhạc phụ đại nhân nói rõ chi tiết nói. Lý Trường Sinh cười hỏi. Nghe được Lý Trường Sinh lại kêu một tiếng nhạc phụ, Lạc Thiên Hoa cắn răng. Tiểu tử thúi này là thật gia a. À. Lão tử trước nhịn. Nhìn ngươi một hồi còn gia không? Lạc Thiên Hoa nhìn lấy Lý Trường Sinh hiếm thấy nghiêm túc nói. Ngươi là thật tâm muốn cưới giao nhi? Lý Trường Sinh cũng là chăm chú gật đầu nói. Ta đối nếp nếp tấm lòng thành, thiên địa chứng giám. Nếp nếp. Lạc Thiên Hoa nghi ngờ lẩm bẩm một câu. Triệu vô cực cười giải thích nói. Lạc tiền bối, đây là Trường Sinh đối giao nhi xưng hô. Lạc Thanh giao kiếp trước, Hồng Trần nữ đế tên thật liền gọi là Khương Nếp Nếp, hắn là biết được. Lạc Thiên Hoa gật gật đầu không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nói. Ngươi muốn cưới bản tọa nữ nhi có thể, ngươi chỉ cần đem bọn hắn đều đánh bại là được rồi. Lạc Thiên Hoa chỉ chỉ trên lôi đài Diệp Hạo, cùng tôn thiên cùng lâm trường phong còn có lạc trần lý trường sinh trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn đơn giản như vậy triệu vô cực cũng là cười lắc đầu nguyên lai lạc tiền bối chỉ là muốn đi một chút hình thức a à. tự nhiên có thể lý trường sinh gật đầu cười nói tôn thiên bọn người đối với cái này không có chút nào bất mãn bọn họ đánh không lại lý trường sinh đây là sự thật lạc thiên hoa nhìn lấy lý trường sinh nụ cười khóe miệng phát họa lên một tia cười lạnh nói bản tọa nói chính là đồng thời đánh bại bọn họ Chương 459, Thời gian chi lực, miễu sát dịp tiên. Bản tọa nói đúng lắm. Đồng thời đánh bại bọn họ. Lạc thiên hoa lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Triệu vô cực càng là trừng to mắt, trong lòng gọi thẳng ngoạ tàu. Cái này con mẹ nó. Quả thực không hợp thói thường. Là hắn nghĩ sai. Lạc thiên hoa đây cũng quá gây khó cho người ta đi. Coi như hắn triệu vô cực lại tin tưởng lý trường sinh, thế nhưng là hắn nói mấy người này đều là thời đại đứng đầu nhất thiên kiêu A lạc trần thực lực hắn không biết nhưng là thánh cảnh hậu kỳ tu vi lại thêm vừa mới nhãn lực đến xem tuyệt đối không đơn giản diệp hạo tại vạn tông đại hội biểu hiện hắn là biết đến tôn thiên mạnh bao nhiêu hắn cũng rõ ràng đến mức lâm trường phong tuy nhiên so với tôn thiên cùng diệp hạo yếu đi chút nhưng cũng không kém quá nhiều a à. một đối một căn bản không có lo lắng có thể lạc thiên hoa nói bộ này đội hình liền xem như đại thánh cũng phải bị nện nổ đi nhìn lấy sửng sốt lý trường sinh lạc thiên hoa khóe miệng khẽ nhất để ngươi tiểu tử thúi này cùng ta ra. Hiện tại biết lão tử lợi hại đi. Lạc Thiên Hoa cười nói. Bất quá cái này quả thật có chút độ khó khăn, nhưng nếu ngươi đã là nhạc phụ sở cầu, cái kia trường sinh tự nhiên kiệt lực thỏa mãn. Lý trường sinh trực tiếp đánh gãy Lạc Thiên Hoa mà nói, cười đáp lại nói. Lúc này đến phiên Lạc Thiên Hoa ngây ngẩn cả người. Thứ đồ gì? Ngươi. Đồng ý. Lạc Thiên Hoa không dám tin nhìn lấy Lý Trường Sinh nói. Hắn liền là muốn dọa một cái Lý Trường Sinh mà thôi, đối với cái này con rể đáy lòng của hắn nhưng thật ra là hài lòng. Hắn cũng minh bạch, nhìn mắt toàn hãng thiên cũng khó có thể tìm ra so lý trường sinh ưu tú hơn người. Nhưng tâm lý cũng là không quá dễ chịu, cho nên muốn làm khó hắn một chút, nhưng tuyệt không phải là muốn cố ý làm khó dễ. Vừa mới nói lời cũng bất quá chỉ là nhìn hắn như vậy ra, khó chịu thôi. Chỉ cần lý trường sinh chịu cúi đầu, rất cung kính nói một tiếng ta sai rồi, tiểu tử cũng không tiếp tục ra loại này lời nói, vậy hắn tự nhiên sẽ cho nấc thang. Không sai, ta đồng ý. Nghe Lạc Thiên Hoa mà nói, Lý Trường Sinh gật đầu cười. Đối tại thực lực của mình, hắn biết rõ, cho nên hắn có cái này tự tin. Cái này, triệu vô cực bọn người thì là đều mộng. Ngươi còn thật dám đồng ý a? À? Lâm Trường Phong cùng Lạc Trần đôi mắt cũng là lấp lóe lên, không hiểu Lý Trường Sinh là thật có cái này tự tin còn là tại nói hoa. Chỉ có Tôn Thiên trong mắt tràn ngập tin tưởng cùng. Lửa nóng chiến ý. Lý Huynh nói lời, tuyệt không nói bừa. Còn nữa hắn cũng có một đoạn thời gian không cùng Lý Trường Sinh giao thủ, Lâm Trường Phong chỉ đem hắn chiến ý cho vạch bắt đầu chuyển động, lại căn bản không có nhường hắn đánh thoải mái. Chỗ lấy giờ phút này Tôn Thiên càng thêm hưng phấn. Mà một bên Tô Khanh Ngư thì là giữ im lặng nhìn lấy bọn hắn, nàng đối với Lý Trường Sinh thực lực một mực rất ngạc nhiên. Lần trước Tôn Thiên cùng thời điểm chiến đấu, Lý Trường Sinh căn bản vô dụng toàn lực, thiên hạ đệ nhất thiên kiêu toàn lực sẽ đạt tới trình độ nào đâu. Lạc Thiên Hoa nhìn lấy Lý Trường Sinh, trong lòng cũng là có chút bất mãn lên. Lý Trường Sinh thật sự là quá tự đại coi như ngươi là thiên hạ đệ nhất cũng không thể như thế ngông cuồng a à. phách lối có thể nhưng nếu không chừng mực liền quá mức giao nhi theo dạng này người hắn không yên lòng tốt đến lúc đó ngươi đừng trách bản tọa bỗng đã uyên ương lạc thiên hoa hai tay ôm ngực hừ lạnh nói nghe xong lạc thiên hoa mà nói về sau lý trường sinh nhìn về phía trên lôi đài diệp hạo hô lớn nói diệp huynh ngươi có thể nguyện cùng người khác hợp lực cùng ta đánh một trận đang chiến đấu diệp hạo nghe vậy lập tức cười to nói Lý Huynh thực lực một mực là cái mê. Bây giờ có cơ hội nhìn trộm ta như thế nào cự tuyệt. Nghe được đáp lại về sau, Lý Trường Sinh vừa nhìn về phía Lạc Trần chờ người nói. Cái kia chư vị có thể nguyện. Lạc Trần cùng Tôn Thiên tự nhiên là đồng ý. Lâm Trường Phong cũng là gật đầu cười nói. Trước đó liền muốn cùng Lý Huynh giao thủ, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng đây cũng là một cơ hội không phải sao. Ha ha ha. Tốt. Diệp Hàng Thành nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng liền vội mở miệng nói. Đã như vậy, vậy không bằng liền để tiên nhi cùng Diệp Hạo chiến đấu dừng lại đi, cho thần tử nhường đất nơi, triệu tông chủ cho rằng thế nào. Trong sân Diệp Tiên rõ ràng đã rơi vào hạ phong, Diệp Hạo chém ra từng đạo từng đạo kiếm khí màu đen đã để hắn có chút đáp ứng không xuể. Mà đây cũng là sinh tử đấu, cứ theo đà này Diệp Tiên rất có thể sẽ thất bại thậm chí. Mất mạng. Triệu vô cực tất nhiên là nhìn ra Diệp Hàng Thành lo lắng, hơi trầm tư. Có thể ta cùng lạc tiền bối vừa mới đều đáp ứng Diệp Hạo mau mau kết thúc không phải tốt đúng không sùng dương tiền bối lý trường sinh cười nói dịp hàn thành nhất thời ngơ ngẩn sùng dương lão tổ ngoài ý muốn nhìn lý trường sinh liếc một chút sau đó cười gật đầu một cái nói xác thực như thế diệp huynh đừng đùa bên này còn chờ ngươi đấy lý trường sinh đối với diệp hạo lớn tiếng nói diệp hạo nghe vậy cười nói được rồi mà dịp tiên thì là sắc mặt tái nhật vô cùng chơi cùng hắn chiến đấu lại là đang chơi. Diệp Hạo, ngươi muốn chết? Diệp Tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Hạo dừng lại vung ra kiếm khí, sau lưng Hắc Bạch dị tượng phun trào cười lạnh nói. Ngươi nói sai, phải chết người là ngươi. Dứt lời, Diệp Hạo trên thân đột nhiên hiện ra một cổ đặc thù khí tức. Hắn luân hồi kiếm ý tuy nhiên sớm ở kiếp trước liền lột xác thành âm dương kiếm ý, nhưng đó là tại hắn trọng sinh trước đây không lâu sự tình, mà lại đây chính là tứ đại cực hạn kiếm ý một trong, lĩnh hội độ khó khăn cũng tự nhiên là cao không hợp thói thường. Đến mức hắn hiện tại đối với âm dương kiếm ý tu hành còn dừng lại tại thô thiển giai đoạn. Không phải vậy Diệp Tiên đã sớm chết không thể chết lại. Mà Diệp Hạo một mực dùng âm dương kiếm ý cùng Diệp Tiên chiến đấu cũng là nghĩ lấy mượn cơ hội này ma luyện một chút. Nhưng bây giờ hắn dự định nhanh chóng giải quyết chiến đấu, như vậy thì không thể chỉ dùng âm dương kiếm ý. Diệp Hạo hai con mắt sáng lên trạm hào quang màu xanh lam. Thân thể chậm rãi lơ lửng mà lên sau lưng nguyên bản khuếch tán hát bạch dị tượng cũng bắt đầu hướng trung tâm ngưng tụ dịp hạo giơ lên trường kiếm trong tay một cổ nghiêm nghị cùng tuế nguyệt khí tức đột ngột sinh ra mà ra quan chiến triệu vô cực cùng lạc thiên hoa bọn người chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này cảm thụ được phía trên khí tức thất thanh nói đây là thời gian chi lực làm sao có thể dịp hàng thành càng là sắc mặt đại tiện vội vàng hô lớn nói nhận thua chúng ta nhận thua mau dừng lại không chỉ có như thế cái này luận võ trên đỉnh từ lâu tụ tập không ít quan chiến thần tông trưởng lão cùng đệ tử. Nhìn lấy như trên bầu trời diệp hạo, tuy nhiên không rõ ràng đó là cái gì lực lượng nhưng không trở ngại bọn họ rung động cùng giao lưu. Đây là cái gì? Lúc trước vạn tông đại hội diệp hạo nhưng từ chưa bày ra qua loại này năng lượng A. Hắn lúc ấy thế mà còn giấu nghề A. Diệp tiên nhìn lấy diệp hạo, tâm thần rung mạnh. Hắn cảm nhận được một cổ không cách nào địch nổi lực lượng. Nhất thời sắc mặt hoảng sợ nói. Đây là cái gì? ngươi thế mà. Diệp hạo lạnh nhạt nhìn phía dưới Diệp Tiên, trong mắt không có bất kỳ cái gì nhiệt độ nói. Chuẩn bị tốt vì lời nói của chính mình chịu chết đến sao. Sau đó, Diệp hạo huy động cánh tay. Bị trường kiếm thuận thế xẹt qua hư không đột nhiên bóp méo lên. Dừng tay. Ta nhận thua. Ta nhận thua a. Bạch. Vô luận hắn nói thế nào cũng vô dụng, kiếm khí khổng lồ chém ra, trực tiếp hoa hướng Diệp Tiên. Diệp Tiên đồng tử đột nhiên rụt lại. Vội vàng vung động trường kiếm trong tay, từng đạo từng đạo kiếm khí điên cuồng tuôn ra, muốn đối kháng tới đối kháng. nhưng hắn vung ra kiếm khí lại trực tiếp xuyên thấu Diệp Hạo kiếm khí, không để cho nó dừng lại mảy may. dừng tay a, à, Diệp Tiên hoảng sợ hét lớn. kiếm khí này liền phản phất, là theo quá khứ cùng tương lai chém về phía hắn. một cổ nguy cơ tử vong điên cuồng ở trong lòng nở rộ. trên đài cao Diệp hàng Thành cũng không ngồi yên nữa, lập tức đứng dậy liền muốn tiến đến ngăn cản. ba Lạc Thiên Hoa bàn tay lớn trực tiếp đặt tại trên vai của hắn lãnh đạm nói. Cái này là sinh tử đấu, Diệp gia chủ chẳng lẽ muốn nhúng tay hay sao? Diệp hàng thành mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn lấy Lạc Thiên Hoa quát. Buông tay. Đồng thời tự thân chuẩn đế lục trọng thiên khí tức điên cùng bưu ra. Lạc Thiên Hoa. Ngươi đừng kinh người quá đáng. Lạc Thiên Hoa chuẩn đế bắt trọng thiên đỉnh phong tu vi cũng là trong nháy mắt bay lên. Ta nói. Ngồi xuống. ầm lạc thiên hoa trực tiếp đem diệp hàng thành gấp cao ấn về chỗ ngồi vị lên trên lôi đài diệp hảo chém ra to lớn kiếm khí trong chớp mắt liền bao trùm đến diệp tiên trên thân a à. theo một tiếng hét thảm diệp tiên cảm giác mình thân thể hết thảy đều tại bị bóp méo phân giải tiểu tiên diệp hàng thành muốn rách cả mí mắt Tụng. sau một khắc diệp tiên thân ảnh theo kiếm khí đang vặn vẹo trong hư không cùng nhau biến mất hắn bị thời gian chi lực cho cưỡng ép nghiền diệt ps hai canh chương 460, Lạc Thanh Giao xuất quan. Tiểu Tiên Diệp Hàng Thành thân thể run rẩy ngồi tại chỗ, đầy mắt bi thương. Diệp Tiên thế nhưng là bọn họ Diệp gia thế hệ này mạnh nhất thiên tài. Hắn biết Diệp Hạo mạnh, nhưng không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy. Đây chính là thời gian chi lực. Hắn dựa vào cái gì? Lạc Thiên Hoa gặp này, buông lỏng ra nắm Diệp Hàng Thành bả vai tay, đối Lý Trường Sinh nói. Tốt tiểu tử. Đến phi ngươi. Lý Trường Sinh nhếch miệng lên, chắp tay sau lưng ở sau lưng, lăng không bay về phía lôi đài. Tông Thiên, Lâm Trường Phong cùng Lạc Trần cũng theo sát phía sau. Diệp Hàng Thành nhìn lấy Lạc Thiên Hoa, lão trong mắt lóe lên nồng đậm hận ý. Lạc Thiên Hoa, việc này lão phu nhớ kỹ. Lạc Thiên Hoa bật cười nói. Ta sợ ngươi. Hừ. Diệp Hàng Thành trực tiếp vất tay áo rời đi. Khẩu khí này quả thực khó nuốt. Hắn sợ đợi tiếp nữa chính mình sẽ nhịn không được động thủ. Không nói hắn đánh không lại Lạc Thiên Hoa, mà lại nơi này vẫn là tại đạo thần tông, hắn không có lá gan kia. Đi hai bước về sau, Diệp Hàng Thành dừng bước lại đối Triệu Vô Cực nói. Triệu Tông Chủ, ngày mai Lão Phu sẽ mang theo tiền nhi đến đây. Triệu Vô Cực cười đáp lại nói. Cái kia ta liền chậm đợi lá gia chủ. Diệp Tiên đã chết, nhưng cửu thiên danh ngạch vẫn còn, hắn không thể lãng phí. Chỉ có thể nhường gia tộc Diệp tầm tới. Sau đó, Diệp Hàng Thành liền bước nhanh biến mất tại cái này luận võ ngọn núi bên trong. Triệu Vô Cực đối Lạc Thiên Hoa nói. Lạc tiền bối, ngươi làm như vậy, cái kia lạc gia cùng diệp gia quan hệ. Lạc thiên hoa không quan trọng lắc đầu nói. Không sao, lá, lạc hai nhà quan hệ một mực không tốt, có thế nhờ vào đó diệt trừ bọn họ một vị thiên kiêu cũng là chuyện tốt. Huống chi. Coi như lại mượn hắn diệp hàng thành 10 cái lá gan, hắn dám a. Lạc thiên hoa kinh thường nói. Triệu vô cực cực đầu cười. Không tệ. Lạc thiên hoa thế nhưng là hãng thiên chiến lực bản lên nổi danh người. Diệp gia liền xem như đỉnh phong gia tộc một trong, có hai vị chuẩn đế chiến lực lại như thế nào không có một cái có thể đánh được lạc thiên hoa liền xem như liên thủ cũng quá sức mà lại lạc thanh giao vẫn là thần tông thần nữ chỉ dựa vào cái này một mối liên hệ đạo thần tông liền tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ chớ nói chi là lạc gia còn cùng thần tông đời đời giao hảo chỉ có thể nói là cái này dịp tiên tự tìm hắn nếu là khiêm tốn một chút cũng không đến mức như thế ngược lại là sùng dương đạo hữu các ngươi ngạo nhiên tông giấu thật đúng là sâu a lạc thiên hoa nhìn về phía sùng dương lão tổ nói dịp hảo thế mà có thể sử dụng thời gian chi lực đây quả thực thật không thể tin. Đến cùng là vì cái gì? Sùng Dương lão tổ cười cười, cũng không có ý định che giấu, nhìn lấy trong sân Diệp Hạo nói ra. "Hạo nhi đứa nhỏ này a, à, thế nhưng là trời sinh luân hồi kiếm thể, tự nhiên có thể vận dụng thời gian chi lực." Lạc Thiên Hoa cùng Triệu Vô Cực nghe vậy, đồng tử ào ào rung động. "Luân hồi kiếm thể? Đây chính là trong truyền thuyết đứng đầu nhất thần thoại thể chất một trong a." "Trách không được." Trên lôi đài, Diệp Hạo nhìn lấy đến mọi người đối lý Trường Sinh cười nói, lý huynh lúc trước vốn nghĩ tại vạn tông đại hội lên theo ngươi một trận chiến nhưng không nghĩ tới ngươi rời đi thời gian thế mà trước thời hạn nhiều như vậy kỳ thật diệp huynh ngươi có nghĩ tới hay không trước mắt ngươi ta cũng không phải là đã từng ngươi chỗ nhận biết ta đây lý trường sinh nhìn lấy hắn nhếch miệng ý vị thâm trường cười nói diệp hạo nghe vậy sững sờ có ý tứ gì được rồi về sau ngươi tự nhiên sẽ rõ lý trường sinh lắc đầu tiếp tục nói như vậy chư vị bắt đầu a à? công thiên bọn người nghe không hiểu hai bọn họ đối thoại nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều tùy thời có thế công thiên theo trong lỗ tai móc ra kình thiên côn đồ nghịch cái côn múa chiến ý ngang nhiên nói lâm trường phong nhìn lấy hắn khóe miệng co giật cùng ta thời điểm chiến đấu thế nào không thấy ngươi hưng phấn như vậy đây lạc trần mời em rể chỉ giáo lạc trần cười híp mắt nói diệp hạo cũng là cười nói tới đi lý trường sinh nhẹ gật đầu một cái nhảy lùi lại kéo ra cùng bọn hắn khoảng cách nhìn về phía trước bốn người, trong lòng cũng của hắn là có chút hưng phấn lên. Không chỉ có như thế, trên đài cao triệu vô cực cũng rất là chờ mong. Trường sinh đến tột cùng có thể thắng hay không? Tuy nói bại sẽ có tổn hại một số danh tiếng, nhưng nếu thật thắng. Triệu vô cực nghĩ tới đây, sắc mặt lại đã bắt đầu kích động tăng đỏ lên. Lạc thiên hoa nhìn chầm chầm Lý Trường sinh cái kia thân ảnh màu trắng, đôi mắt lấp lóe. Lý Trường sinh, ngươi đến tột cùng là cùng vọng tự đại, vẫn là thật có thực lực, bản tọa rửa mắt mà đợi. Mà lúc này, Lý Trường Sinh một chiến bốn tin tức ngay tại đạo thần tông bên trong phi tốc truyền bá. Chấp pháp đường. Ngay tại phê duyệt sổ con vương quý đạt được tin tức, nhất thời kinh ngạc buông xuống trong tay sự tình, nhìn lên trước mặt đệ tử nói. Ngươi xác định tin tức là thật. Bây giờ trong tông môn tất cả mọi người tại truyền. Đệ tử này cũng là thần tình kích động gật đầu đáp lại. Ha 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 ha. Cái kia còn phê duyệt cái rắm sổ con. Đi. Theo ngươi vương sư huynh cùng đi giúp lý sư huynh trợ uy. Chiến thần phong yến tán liễu tuyết mai vương chấn cùng an túc bạch chính ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm sư đệ nha khi nào trù bị hôn lễ đâu ta và ngươi yến sư huynh tốt cho ngươi bao cái thật to hồng bao liễu tuyết mai rút vào yến tán trong ngực ôm lấy cánh tay của hắn cười hì hì nhìn lấy vương chấn nói vương chấn sắc mặt một đỏ sờ lên sau gáy của chính mình có chút ngại ngùng an túc bạch đầu ngồi ở một bên đôi mắt to xinh đẹp bên trong lóe ra vẻ chờ mong chờ lấy vương chấn đoạn dưới Sư đệ kỳ thật tính toán đợi cửu thiên nhanh lúc kết thúc lại thả ra tin tức, đến lúc đó chờ cửu thiên kết thúc, tiểu thiên cùng Trường Sinh bọn họ đều trở về sau liền cử hành hôn lễ, bất quá. Chuyện này còn không có cùng Túc Bạch thương lượng. Vương Chấn nhìn về phía An Túc Bạch. An Túc Bạch thì là cười nói, toàn bằng sắp xếp của ngươi. Cửu Thiên kết thúc a, à, ngược lại là không thể thích hợp hơn. Kiến tán nhấp một miếng nước trà gật đầu cười. Lúc này thời điểm, có một vị đệ tử leo lên ngọn núi, cung kính đối với bốn người bái một phen. Sau đó đối vương chấn nói: "Khởi bẩm phong chủ, thần tử cùng thánh tử bọn họ ngay tại luận võ ngọn núi." Mọi người sau khi nghe xong, ngoại trừ Yến Táng, còn sót lại trong mắt ba người ào ào lóe qua vẻ kinh ngạc. "Tiểu tử này, thật đúng là càng ngày càng khoa trương a." Yến Táng trên nét mặt mang theo ý cười nói. "Có thế, sư huynh, Trường Sinh hắn được sao?" Vương Chấn nhìn lấy Yến Táng hơi hơi nhíu mày hỏi. "Cái này nếu như mất bại, người trong thiên hạ nhưng là sẽ trào phúng nó cùng vọng tự đại, cố chấp bảo thủ chờ một chút." sẽ có tổn hại thần tử danh tiếng. Yến Tán thì là cười nói. Các ngươi còn là không hiểu rõ trường sinh, yên tâm đi, tiểu tử kia so bất luận kẻ nào đều muốn chú trọng danh tiếng, hắn nếu là tâm lý không có phổ mà nói, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vương chấn nhẹ gật đầu, có thể vẫn còn có chút chần chờ. Yến Tán gặp này dứt khoát cười nói, nếu nói như vậy, vậy chúng ta không ngại cùng nhau đi xem một chút. Mà lại thiên vũ truyền đến tin tức, hắn lập tức liền muốn đến thần tông, không chừng cũng có thể nhìn thấy trận chiến đấu này. Tốt thần nữ phong, giữa sườn núi thác nước chỗ. Lạc thanh giao chính nhắm mắt khoanh chân trong hồ thanh thạch thai lên. Bốn phía mặt hồ toàn bộ đều đã đông lạnh kết thành lệnh vững chắc tầng băng. Ông! Theo một đạo linh khí phun trào âm thanh vang lên. Linh khí trong thiên địa bắt đầu hội tụ hiện lên vòng xoáy hình dáng. Hướng lạc thanh giao thể nội rót ngược vào. Chỉ chốc lát sau, linh khí dần dần lắng lại xuống dưới. Một đôi mắt phượng mở ra, trong đó có tinh quang lóe qua. Thánh nhân trung kỳ nàng cảm thụ một phía dưới lực lượng trong cơ thể, sau đó một cổ khí tức mạnh mẽ trực tiếp lao ra thể nội. răng rắc. Oanh. Bốn phía tầng băng đầu tiên là lan tràn ra vết nứt, sau đó trong nháy mắt vỡ nát. Chìm vào đáy hồ. Lạc thanh giao tại một mảnh bọc nước bên trong lăng không nhảy lên, nhảy tới bên bờ. Chậm rãi hướng dưới đỉnh đi đến. Chờ đi tới thần nữ phong cửa vào thời điểm, thủ phong trưởng lão gặp nàng lập tức ôm quyền bái nói. Cung nên thần nữ xuất quan. Lạc thanh dao chậm rãi gật đầu nói khoảng cách cửu thiên mở ra còn có mấy ngày. Nàng trước đó cùng trưởng lão này nói qua, một khi cửu thiên mở ra thời điểm nàng còn không có xuất quan liền trực tiếp đánh gãy nàng bế quan, mà bây giờ thuận lợi xuất quan cũng liền mang ý nghĩa cửu thiên còn chưa mở ra. Thủ phong trưởng lão cười nói. Còn có hai ngày, bất quá thần nữ, lạc gia chủ tới. Lạc thanh giao kiều nhan bữa nay lúc lóe qua một vệt vui mừng. Sau đó trưởng lão này tiếp tục nói. Mà lại nghe đệ tử nói, bọn họ ngay tại luận võ ngọn núi quan sát thần tử một chiến bốn nghe xong trưởng lão lời nói sau lạc thanh giao đôi mắt đẹp ngưng tụ đa tạ dứt lời thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ